Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 103. Chương 1021, Linh Thứ Pha. Hiện giờ lý trí của Tiết Sư Huynh vẫn còn tỉnh táo mà, không bằng cùng tại hạ trở về Kim Quang Thành một chuyến, các trưởng lão trong tông hẳn sẽ có cách giải cứu cho Huynh. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi chợt mở miệng đề nghị. Tiết Hồ nghe đến đây, trong đôi mắt vốn hốc hác lạnh lùng không khỏi hiện lên vài phần ấm áp hiếm thấy. Nhưng chỉ thoáng qua chốc lát hắn bèn lắc lắc đầu giống như đã hạ quyết tâm nào đó, đã không còn kịp nữa rồi. Thời gian hiện giờ của ta không nhiều lắm, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Khoảng 7-8 năm trước, lúc phần hồn quỷ tộc còn chiếm lấy cơ thể ta, ta đã từng mang theo một đội quỷ tốt phục kích tu sĩ bổn tông ở Thiên Quỷ Bình Nguyên. Cũng may khi ấy ta còn một tia thanh tỉnh nên cố gắng khống chế bản thân không đem họ đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay bọn họ bị giam giữ ở Linh Thứ Pha, sau khi Liễu sư đệ trở về Kim Quang Thành nhớ đem việc này báo lên tông môn, nhanh chóng nghĩ cách cứu bọn họ. Ai già, hôm nay ta trở nên như thế này đều là bởi lòng tham cả, bất quá những người kia hẳn là còn có thể cứu. Nam tử mặt vuông nói đến đây, trên gương mặt lại lộ ra vẻ đau khổ một lần nữa, thân thể cũng theo đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thiên Quỷ Bình Nguyên, Tiết Sư Huynh, bên trong đội tu sĩ của bổn tông ấy còn có một nữ tu tóc ngắn tu luyện công pháp quỷ đạo đúng không? Liễu Minh nghe lời ấy, sắc mặt khẽ biến rồi gấp gáp hỏi. Nhưng lúc này diện mạo của nam tử mặt vuông đã vặn vẹo biến hình, nơi nào còn nghe được lời Liễu Minh, chỉ thấy đôi mắt trên khuôn mặt người của hắn từ từ khép lại. Rồi đôi mắt trên khuôn mặt quỷ kia bỗng trợn mở, lập tức hắc khí trên thân hắn đại thịnh, cả cơ thể nhanh chóng bị quỷ khí bao trùm, trong nháy mắt, hơn nửa thân thể đã chuyển sang ác quỷ chi thể. Liễu Minh thở dài, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nhưng kiếm quyết trong tay vung lên. Khổ luân kiếm kích bắn ra nhanh như điện chớp, chỉ trong chốc lát đã hóa lớn khoảng một trượng, hướng về phía cổ ác quỷ chém xuống. Trên gương mặt ác quỷ hiện lên vẻ kinh hoàng, há miệng giống to một tiếng, nhưng lúc này phần hồn ác quỷ vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy thân thể. Chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển quỷ khí ngưng tụ thành một luồng quỷ khí hộ cháo bao quanh người. Hừ, kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến hóa, kiếm quang của khổ luân kiếm đột nhiên sang ngời. Đồng thời từ thân kiếm bắn ra những luồng tử sắc lôi xà to chừng cánh tay, trong những tiếng xèo xèo vang lên, lôi xà dễ dàng xé rách quỷ khí hộ cháo đen kịt kia. Ngay sau đó, tử quang chợt lóe, khổ luân kiếm nhẹ nhàng xoay một vòng trên cổ ác quỷ nhanh như điện chớp. Thân sắc dữ tợn trên mặt ác quỷ bỗng chốc cứng đờ, một khắc sau, đầu nó khẽ nghiêng rồi rơi xuống, một cột máu đỏ tươi liền phun mạnh ra. Cơ thể mất đầu cũng ầm ầm ngã xuống, quỷ khí trong cơ thể nam tử mặt vuông chạm rãi tiêu tán đi, cả người cũng nhanh chóng hóa thanh nhân hình. Nhưng vào lúc này, một xanh một đen, hai luồng tinh phách cuộn quấn chợt lóe lên rồi bay ra khỏi thiên linh cái của chiếc đầu rơi xuống kia, đồng thời hai luồng tinh phách bay nhanh về phía xa. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc, cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm khí xoáy ốc màu tím nhạt kích bắn ra rồi đâm vào phía trên đoàn tinh phách màu đen một cách chính xác. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, tinh phách màu đen lập tức tan thành mây khói ngay trong những tia chớp màu tím nhỏ bé mà kiếm khí hình xoáy ốc kia phát ra. Còn tinh phách màu xanh còn lại thì quay tròn ngưng tụ giữa không trung, phát ra tiếng thở dài tựa như được giải thoát, rồi cũng lập tức bay về phía xa xa. Liễu Minh dõi theo đoàn tinh phách màu xanh bay đi xa, sau đó thu hồi tầm mắt lại, ngón tay cong nhẹ nhàng bật ra. Hai hỏa cầu liền rơi xuống hai đoạn thi thể của nam tử mặt vuông, liệt hỏa lập tức bốc lên hừng hực. Cô Sơn huyết vũ, liệt diễm phần thi, tình này cảnh này, khiến cho thâm tâm Liễu Minh bất chợt hiện lên một chút đau buồn thất vọng. Có thể tiến vào ác quỷ đạo và dùng tu vi chân đan để môn phái cử đi làm nội ứng. Hiển nhiên Tiết Hồ này dù là tâm tính hay tư chất đều là kẻ tài giỏi trong tông môn, có lẽ không phải là hạng người vô danh gì. Nhưng hôm nay bởi vì một chút suy nghĩ tham tiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như thế, khiến mọi người không khỏi thở dài tiếc nuối. Ồ, ngay lúc thi thể hóa thành cho tàn bay theo gió, đột nhiên Liễu Minh lại khẽ nhíu chân mày, vẫy tay một cái, một nhẫn chữ vật từ trên mặt đất lóe lên rồi bay vào trong bay hắn. Đây là nhẫn chữ vật của Tiết Hồ. Sắc mặt Liễu Minh hơi động, trở tay thu nó vào. Cùng lúc đó, nơi những cứ điểm ở Cự Sơn có vài đạo quỷ ảnh hiển hiện như có như không, đồng thời bay về phía bên này. Ánh mắt Liễu Minh lướt nhìn qua, không dừng ở nơi này nữa,
Kiếm quyết trong tay khẽ ngưng tụ, tử quang của Khổ Luân kiếm khẽ cuốn rồi nâng cơ thể hắn lên, hướng về phía xa phi độn nhanh như điện chớp. Chỉ chốc lát sau, tử sắc kiếm quang liền hóa thành một điểm sáng nơi cuối chân trời, sau đó thì không còn dấu vết gì nữa. Mấy ngày sau, bên trong đại sảnh trên ngọn tháp cao giữa Kim Quang Thành, Liễu Minh vừa mới an toàn trở về, đang đứng giữa đại sảnh, kể hết những chuyện xảy ra ở cứ điểm Cự Sơn mấy hôm trước với Hạo Nguyệt đồng tử và nam tử mặt lạnh. Liễu Minh vừa mới an toàn phản hồi đương đứng ở trung tâm đại sảnh, hắn đang thuật lại sự tình ở cứ điểm Cự Sơn vừa mới xảy ra mấy ngày trước cho Hạo Nguyệt đồng tử và nam tử trung niên mặt lạnh. Đúng là không thể ngờ, sau khi hóa thành thân quỷ mà gặp phải vấn đề lớn như thế, cả Thương Tùng Phong Tiết Hồ cũng không thể nào thoát ra được. Hạo Nguyệt đồng tử nghe Liễu Minh kể hết thì thở dài than. Liễu Minh khoanh tay đứng đó không nói năng gì. Khó trách Liên Tiếp đệ tử náo thân đã mất đi liên lạc. Mặc dù chưa mất hết đệ tử nhưng khoảng cách tin tức truyền lại cũng càng lúc càng lâu. Chỉ sợ những người này cũng không như sở liệu trước đây bị tiêu diệt do cao tầng quỷ quân phát hiện mà có lẽ gặp phải tình huống tương tự. E rằng không ít người đã sa đọa thành quỷ quân chính thức từ lâu rồi. Ngày trước vội vàng dùng kế hoạch náo thân đúng là đường đột thật rồi. Nam tử trung niên mặt lạnh lắc đầu, cảm thán tiếc hận. Cổ sư huynh không cần quá tự trách mình, theo ta biết thì tình huống lúc đó tương đối gấp gáp. Kế hoạch náo thân cũng do bề trên quyết định, cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta cần làm là mau chóng thương lượng ra kế sách ứng đối. Hạo Nguyệt đồng tử tức thì khuyên can. Hạo Nguyệt sư đệ nói cũng đúng, việc này chúng ta cần phải báo cáo lên trên, sau đó mới quyết có nên triệu hồi các đạo hữu nằm vùng khác hay không. Trung niên mặt lạnh nhíu mày bảo. Liễu Minh, ngoại trừ những đệ tử tông môn bị giam kia thì Tiết Hồ còn lưu lại tin khác không? Hạo Nguyệt đồng tử quay lại hỏi Liễu Minh. Lúc ấy Tiết tiền bối mới nói vậy đã bị phân hồn ác quỷ chiếm cứ nên đệ tử vì an toàn bất đắc dĩ phải giết chết. Nhưng chữ vật giới chỉ đệ tử cũng đã lấy về, không biết trong đó có. Có tin tức trọng yếu gì không? Liễu Minh cung kính bẩm báo, đồng thời trình lên chữ vật giới chỉ. Cái chữ vật giới chỉ này hắn mới chỉ dụng thần thức lướt nhanh qua. Hắn thấy cấu tạo vô cùng phức tạp, không gian chữ vật bị phân chia thành mấy phần, trong đó có đầy những cấm chế tự bạo, không biết cách gỡ thì căn bản không thể mở được. Nam tử mặt lạnh đưa một tay lên vẫy, chữ vật giới chỉ màu đỏ nhạt quay tròn trong hư không rồi từ từ rơi vào trong tay. Sau đó, bàn tay nhẹ nhẹ điểm, linh văn trên chữ vật lập lòe liên tục, từng đạo ánh sáng màu xanh bừng lên, sau một lát mới trở lại như cũ. Sau đó nam tử mặt lạnh cẩn thận kiểm tra chữ vật giới chỉ rồi quay đầu nhìn Hạo Nguyệt đồng tử, khẽ khẽ gật đầu. Liễu Minh, lần này ngươi đã lập một đại công. Ta sẽ báo cáo hết thảy lên cao tầng, tông môn tất có ban thưởng. Ngươi về trước đi, ta và cổ sư huynh còn cần thương lượng chuyện giải cứu những đệ tử bị giam giữ kia thế nào đã. Hạo Nguyệt đồng tử khen ngợi Liễu Minh vài câu rồi đuổi hắn ra. Đa tạ nhị vị sư thúc, nếu có tin tức sư tỷ Hiểu Ngũ xin được nhắn nhủ. Đệ tử cáo từ. Liễu Minh nghe thế bèn cung kính chắp tay rồi xoay người định đi. Chờ chút, ngươi đã đề cập tới Hiểu Ngũ thì chuyện giải cứu đệ tử này nếu ngươi nguyện ý, thì giao nhiệm vụ này cho ngươi. Cái ngọc giản này ngươi xem đi. Nam tử mặt lạnh nghĩ chút chợt gọi Liễu Minh lại, lấy ngọc giản màu xanh trong chữ vật giới chỉ ném cho hắn. Liễu Minh nhận ngọc giản bèn dán lên trán, một khắc sau, sắc mặt hơi đổi. Bên trong ngọc giản có ghi chép đúng là linh thiếu pha mà nam tử họ Tiết đã từng đề cập tới. Linh thiếu pha cách cứ điểm Cự Sơn về phái đông bắc chừng hơn 10 vạn dặm. Đó là một sơn cốc tự nhiên, cốc khẩu có dốc núi cao ngất, quanh năm tuyết đọng như hình con đại bàng cắn rắn nên mới gọi là như vậy. Giải thích linh thiếu sơn hay núi linh thiếu. Một núi nhỏ gần Vương Xá, nơi Đức Phật Thích Ca hay dừng chân. Theo truyền thuyết, Đức Phật giảng diệu pháp Liên Hoa Kinh tại đây. Tên núi Kền Kền xuất phát từ tích nói rằng Ma Vương đã tìm cách quấy phá thiền định của Ananda bằng cách hiện hình với dạng của một con chim kền kền. Có sách cho rằng các tảng đá ở núi này có hình chim kền kền. Hết giải thích. Chỗ này quanh năm có âm khí bao phủ, có vài quỷ trận được nghiên cứu chuyên dùng, quỷ quân coi giữ không nhiều nhưng có không ít cấm chế phòng ngự. Liễu Minh gỡ ngọc giản xuống, mặt tỏ ra do dự. Theo ngọc giản ghi chép dù rằng quân coi giữ linh thiếu pha không nhiều nhưng ác quỷ thống lĩnh cấp chân đan có lẽ cũng có vài tên. Tuy bảo hắn đối phó một tên thống lĩnh không thành vấn đề nhưng cấm chế ở đó quá nhiều. Nếu không có thủ đoạn phá cấm chế để nhanh chóng xuất nhập cứu người, thời gian một khắc chắc sẽ có cả đàn quân đoàn ác quỷ tiếp viện. Mặt khác,
Theo phán đoán thì chỗ giam giữ đệ tử Thái Thanh Môn rất có thể có tiểu đội Hiểu Ngũ bị mất tích. Liễu Minh, nếu ngươi nguyện ý tiên phong, ta sẽ tận lực phái những tiểu đội tới tập kích các cứ điểm quanh Linh Thiếu Pha để phân tán quỷ quân. Nhưng hành động giải cứu không được để ai chú ý nên chỉ một người đơn độc âm thầm hành động. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp cũng không cần miễn cưỡng. Hạo Nguyệt đồng tử thấy vậy thì lên giọng nhắc nhở. Đệ tử đã nghĩ kỹ, nguyện ý chấp hành nhiệm vụ lần này. Liễu Minh nghĩ một hồi bèn dứt khoát đồng ý. Thấy Liễu Minh đáp dứt khoát thế, Hạo Nguyệt đồng tử hơi sững sờ, mà nam tử mặt lạnh cũng hiện tia dị sắc. Hay lắm, quả ta không nhìn lầm người. Ngươi về chuẩn bị trước đi, ta sẽ báo cáo việc này với mấy vị thái thượng trưởng lão xem xét cân nhắc kế hoạch cụ thể thế nào. Nam tử trung niên mặt lạnh ra lệnh. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1022, phá quân làm. Vậy đệ tử xin được cáo lui trước. Sau khi Liễu Minh bái biệt hai người, rời khỏi tháp cao nơi trung tâm thì hắn lại tiến về phía phường thị góc tây bắc ở Kim Quang Thành. Hơn nửa ngày sau, khi hắn từ một con đường nào đó trong phường thị đi ra, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ chần chừ lưỡng lự. Đúng như lời nói của Âm Cửu Linh ngày hôm đó, tài nguyên trong ác quỷ đạo vô cùng thiếu thốn. Không những giá cả cao ngất mà một vài tài nguyên tương đối quá hiếm chỉ có thể đạt được bằng cách dùng vật đổi vật. Liễu Minh lấy toàn bộ tài liệu âm thú mà trước kia có được cùng với một chút ít âm minh thạch đoạt được từ trên người ác quỷ thủ quân ra, lại đưa thêm mấy trăm vạn linh thạch mới có thể miễn cưỡng đổi được vài bộ trận kỳ truyền tống và mấy bộ khốn trận. Còn về pháp khí phá cấm kia, chẳng những giá cả đắt đỏ mà lại chỉ là một ít pháp khí cấp thấp mà thôi. Pháp khí phá cấm cao giai căn bản là khó tìm ra tung tích. Thế nhưng vào lúc nãy, từ trong miệng một gã đệ tử sản xuất pháp khí phá cấm hắn biết được, trong tay của những đội trưởng tiểu đội Kim Quang Quân kia thường nắm giữ một vài pháp khí phá cấm có phẩm chất tương đối cao, dùng cho việc thi hành nhiệm vụ. Mà khi hắn thông qua trận bàn đưa tin để tìm đội trưởng Mẫn Vinh của tiểu đội mình thì lại phát hiện hắn đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể trở về đơn vị. Bỗng chốc điều này khiến cho hắn có chút nan giải. Vì thế hắn chỉ có thể kiên trì đi vào phường thị một lần nữa, tiếp tục tìm kiếm pháp khí phá cấm cao giai. Cùng lúc đó, trong một gian phòng kín ở chủ tháp Kim Quang Thành, một Hoa Bạch lão giả đang khoanh chân ngồi, lắng nghe báo cáo của hai người một cao một thấp trước mặt. Hai người này đúng là Hạo Nguyệt đồng tử và Cổ Nguyệt trưởng lão. Về chuyện làm sao khống chế đệ tử nằm vùng hoàn toàn quỷ hóa, lão phu tạm thời không có biện pháp gì quá tốt. Chuyện lúc này có thể làm chính là trước hết hãy triệu hồi những tên đệ tử gần đây về đã. Còn những đệ tử đã lẻn vào sớm hơn nữa cũng chỉ có thể cố gắng mà thử triệu hồi họ về thôi. Về chuyện thành công hay không cũng đành nghe theo ý trời. Lần này may mắn nhờ có tình báo quan trọng của Liễu Minh kia, nếu phát hiện chậm thêm một chút nữa thôi chỉ sợ đến lúc đó đối phương sẽ biết được kế hoạch của chúng ta, khiến cho cục diện bị động. Lão già vuốt chòm râu, nói với ngữ khí thản nhiên. Xin trưởng lão yên tâm. Chốc lát nữa đệ tử sẽ phân phó lời này xuống. Nam tử mặt lạnh Cổ Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau khi nghĩ một lát lại mở miệng nói, khởi bẩm Diêu trưởng lão. Việc đệ tử trong tông mất tích những năm trước, đến hôm nay cũng có chút manh mối rồi, dựa theo tin tức mà Liễu Minh có được từ chỗ Tiết Hổ. Kết hợp với phân tích đầu mối lưu lại trong ngọc giản hắn mang về thì những đệ tử này dường như bị ác quỷ quân đoàn giam giữ ở Linh Thiếu Pha. Bởi vì Linh Thiếu Pha khá xa xôi, lại ở đằng sau cứ điểm của quân địch nên tạm thời chúng ta vẫn chưa làm ra hành động gì mang tính thực chất cả. Chuyện này lão phu biết chứ, nếu có thể phái người lẻn vào Linh Thiếu Pha thì có lẽ sẽ lấy được một vài tin tức cũng không biết chừng. Lão già suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta cùng với Hạo Nguyệt đã thương lượng, định phái Liễu Minh tiếp tục đi thêm một chuyến nữa, đồng thời để cho hai tiểu đội trợ giúp quấy nhiễu dụ địch, một khi cứu viện thành công sẽ lập tức chạy về ngay. Ánh mắt của nam tử mặt lạnh khẽ động, lập tức trầm giọng trả lời. Chuyện cứu viện cụ thể như thế nào ta sẽ không tham dự vào. Nhưng nhớ kỹ, hành động lần này phải bí mật, đừng kinh động tầng lớp cao trong ác quỷ quân đoàn kia. Cấm chế ở Linh Thiếu Pha không ít, Hạo Nguyệt. Ngươi đem pháp bảo phá quân lam của Thúy Vân Phong bọn ngươi tạm cho Liễu Minh mượn đi, để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không kinh động đến ác quỷ quân đoàn. Lão già tóc bạc ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng phân phó một câu. Vâng, ta sẽ đi làm. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia do dự,
nhưng sau đó hắn lập tức khom lưng ôm quyền rồi hóa thành một vòng thanh quang biến mất ngay trong mật thất. Cổ sư điệt, kẻ Liễu Minh này trước kia ta đã gặp qua, tuy nói hắn thiên tư bình thường, nhưng can đảm và tâm tính đều thuộc thượng thừa. Mấy năm nay hắn nhiều lần dành vinh quang cho bổn tông đã chứng minh thực lực của hắn. Nếu như có cơ hội, nhớ chỉ bảo bồi dưỡng kẻ này, hẳn là ngày sau có thể thành báo vật đấy. Hoa Bạch lão giả dừng lại một chút, nhẹ giọng phân phó với nam tử trung niên. Đệ tử biết rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, đệ tử xin cáo lui trước. Nam tử mặt lạnh chắp tay một cái, sau đó cơ thể hơi mơ hồ rồi cũng biến mất ngay trong mật thất. Chẳng lẽ ác quỷ quân thật sự đã áp dụng kế hoạch kia rồi, xem ra lão phu cũng phải nắm chặt thôi. Sau khi Cổ Nguyệt rời khỏi, Hoa Bạch lão giả ở chỗ cũ thì thầm mấy câu, sau đó khép đôi mắt lại bắt đầu yên lặng nhập định. Cùng lúc đó, Liễu Minh vẫn còn trong phường thị châu mày đi khắp nơi tìm kiếm pháp khí phá cấm phù hợp. Ngay lúc hắn rời khỏi một cửa hàng đơn sơ thì có một vòng thanh quang chợt lóe lên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sau khi hào quang thu lại, hiện hiện ra một đồng tử chừng 12-13 tuổi, đúng là Hạo Nguyệt trưởng lão. Đệ tử bái kiến Hạo Nguyệt sư thúc. Đầu tiên Liễu Minh hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức khom người ôm quyền nói. Liễu sư điệt muốn tìm pháp khí thích hợp ở nơi này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Hạo Nguyệt đồng tử khẽ mỉm cười nói. Sư thúc Minh dám cho, thật sự là không dễ tìm được. Liễu Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu trả lời. Ha ha, trước kia ta và cổ trưởng lão nhất thời sơ ý quên ban cho người pháp khí phá cấm này. Hạo Nguyệt đồng tử ha ha cười, vừa nói vừa trở tay, nơi lòng bàn tay hiện ra những ánh quang hà màu trắng rực rỡ, ngay sau đó lại hiện ra một lãng hoa tinh xảo dị thường. Liễu Minh chỉ cảm nhận được một mùi thơm thấm ruột gan bay tới. Liễu Minh chỉ cảm thấy mùi hương ngào ngạt bay tới. Giỏ hoa này lớn chừng hai nắm tay, do đầu của một cây bạch trúc bện thành, những bên quai xách hiện ra linh văn tinh xảo, tản ra linh quang, mà trong giỏ có chứa mấy đóa hoa mang phong cách cổ xưa, tản ra hương thơm thanh nhã. Hạo Nguyệt đồng tử duỗi một ngón tay chỉ về lãng hoa trong hư không. Phốc phốc, một luồng hơi nước màu trắng từ trong đóa hoa không ngừng phun ra, hóa thành một tầng hơi nước nhàn nhạt, theo đó thì thân hình của Hạo Nguyệt đồng tử cũng dần mờ đi. Hai ba hơi công phu sau thì lãng hoa, hương thơm trong làn hơi nước biến mất vô ảnh vô tung, mà Hạo Nguyệt đồng tử cũng biến mất không thấy đâu. Thấy vậy thì Liễu Minh không khỏi run lên, vội vàng thả ra thần thức quét về phía trước, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì cả. Lãng hoa này không ngờ lại thần kỳ như thế. Bỗng nhiên, hư không phía trước lại hiện ra một hồi chấn động, theo hương thơm quen thuộc bay tới, một thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện, dần dần lộ ra thân ảnh của Hạo Nguyệt đồng từ tay cầm lãng hoa. Liễu sư điệt, đây chính là một kiện pháp bảo phá cấm, thời khắc mấu chốt có thể kích phát hương hoa và hơi nước trong đó để ẩn nấp thân hình. Vật này chính là bí bảo của Thúy Vân Phong chúng ta, cũng không dễ cho người ngoài mượn. Niệm tình hôm nay ngươi cấp bách cần dùng vật ấy để hoàn thành nhiệm vụ trong quân, mà ngươi cũng là hậu nhân của Lục Âm, nên cũng không tính là ngoại nhân, ta sẽ cho ngươi mượn dùng một thời gian, nhưng phải đảm bảo toàn vẹn mang về. Về phần làm sao để kích phát công năng phá cấm thì không thể nào nói rõ lúc này được, ngươi mang về tìm hiểu sơ qua là được. Sắc mặt Hạo Nguyệt đồng tử nghiêm nghị dặn dò vài câu, sau đó lấy ra một quả ngọc giản màu trắng, tính cả lãng hoa giao cho Liễu Minh. Đa tạ Hạo Nguyệt sư thúc, Liễu Minh sẽ không phụ kỳ vọng của người, tranh thủ cứu những đệ tử Thái Thanh Môn trở về. Liễu Minh đại hỉ, tiếp nhận lãng hoa và ngọc giản, cảm ơn một câu, sau đó cẩn thận thu lại hai thứ vào trong tu di giới. Tốt rồi, hai tiểu đội kia đã xuất phát, sẽ đồng thời tập kích vào phụ cận của Linh Thiếu Pha, lần này đường đi xa xôi, ngươi cũng nên lên đường sớm một chút. Hạo Nguyệt đồng tử nhẹ gật đầu nói, tuân mệnh, đệ tử quay về chuẩn bị một chút, sau đó sẽ lên đường ngay. Liễu Minh chắp tay, thần sắc cung kính nói, nửa canh giờ sau, một đạo hắc quang từ cửa ra của Kim Quang Thành bay lên trời, phá không bay đi. Ba ngày sau, phía trên một mảnh bình nguyên tối tăm, một bóng người màu đen đang tức tốc phi hành về phía trước. Bỗng nhiên, tại một bụi cỏ rậm rạp, bóng người màu đen dừng lại. Chỉ thấy một tay hắn giơ lên, một đám trận kỳ đủ mọi màu sắc hiện ra, mang theo những đạo quang mang bắn ra, nhanh chóng chui vào bốn phía không thấy bóng dáng. Lập tức mấy tầng linh quang lóe lên, sau đó toàn bộ lại giống như hòa thành một thể với bụi cỏ. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nào phát hiện ra nơi này còn có một pháp trận truyền tống đơn giản cùng với vài khốn trận.
Bóng người dùng thần thức đảo qua tình huống xung quanh, xác nhận không có gì sai sót, lại hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên biến mất. 7 ngày sau, phía trên một mảnh sơn mạch thấp bé, 7 tên giáp sĩ ác quỷ, trong tay cầm trường mâu chậm rãi bay qua, đúng là một tiểu đội quỷ quân đang tuần tra xung quanh. Cầm đầu là một gã ác quỷ đô úy có tu vi hóa tinh hậu kỳ, có gương mặt đỏ thẫm, tướng mạo xấu xí, nhưng mà dáng người so với những tên giáp sĩ còn lại thì lại cao lớn hơn vài phần. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen chạy nhanh qua, nhìn kỹ thì có thể phát hiện đó là một thiếu nữ dáng người thướt tha mặc lụa đen. Đội trưởng, có biến! Một gã quỷ tốt có dáng người thấp bé hô lên. Nói nhảm, bóng người rõ ràng như vậy, bổn đội trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng này âm khí quấn thân, rõ ràng không phải là tu sĩ nhân tộc. Nhưng mà thực lực cũng không yếu, cũng đã có tu vi hóa tinh hậu kỳ, không biết là nữ quỷ của bộ lạc nào. Nếu có thể bắt nàng ta để kết song tu thì việc đột phá giả đan cũng nằm trong tầm tay rồi. Tên đô úy ác quỷ thấy vậy thì trên gương mặt màu hồng của hắn hiện lên nụ cười dữ tợn. Hắc hắc, lúc đó thì đội trưởng có thể tăng lên làm thống lĩnh rồi. Tên quỷ tốt thấp bé cũng hắc hắc cười nói. Ngay sau đó, 7 người liền đổi hướng, lặng lẽ đuổi theo thiếu nữ mặc lụa đen kia. Thiếu nữ này dừng lại trong thung lũng, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng đúng lúc này thì xung quanh nàng ta, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, rõ ràng là vài tên quỷ tốt chẳng biết từ lúc nào đã vây quanh nàng ta, từ trong miệng không ngừng phun ra hắc khí. Đội trưởng, ta thấy dường như có gì đó không đúng. Trên người nàng ta tản mát ra một loại khí tức gì đó mà ta thấy không rét mà run. Trong không trung cách đó không xa, tên quỷ tốt thấp bé đứng sau lưng gã đội trưởng, giật mình một cái rồi nói. Tên nhát gan nhà ngươi, nàng ta mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có tu vi hóa tinh hậu kỳ, chúng ta đã bày ra quỷ trận này thì cũng có thể khốn chết nàng ta rồi. Tên đội trưởng nghe vậy thì khinh thường nói. Đúng lúc này thì thiếu nữ mặc lụa đen quay đầu lại, đồng thời thân hình mơ hồ, chui xuống dưới đất. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1023, lẻn vào. Không tốt, nàng ta còn tinh thông thuật độn thổ. Sau một thoáng bất ngờ, tên đội trưởng quỷ quân kia mới nảy sinh ý định thi pháp chui xuống mặt đất. Nào ngờ một bóng đen thình lình lóe lên trước mặt y, chính là thiếu nữ mặc áo lụa đen đã lặng lẽ quay trở lại. Hơn nữa còn nhoẻn cười với y. Trong lúc đó, ngón tay của nàng đã bằng tốc độ nhanh như chớp điểm nhẹ lên mi tâm của mình. Phốc một tiếng, chỉ thấy nơi trán của hạt nhi, một đạo ấn ký kê quan kim sắc bỗng nhiên hiện ra, hơn nữa còn mang theo vạn đạo kim mang. Tên đội trưởng hung ác cùng đám quỷ tốt thấp bé vừa bị kim quang chiếu phải, toàn thân liền trở nên cứng đờ, trong nhất thời không thể nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, chỉ nghe từng tràng kiếm ngân thình lình truyền đến, tiếp đó một đạo kiếm quang tử sắc chợt lóe lên như chém giật, dễ dàng chém rụng đầu lâu của hai tên quỷ quân còn đang ngơ ngác. Cùng lúc đó, thân ảnh một tên nhóc áo xanh thình lình hiện ra sau lưng vài tên quỷ tốt còn lại, hơn nữa còn mang theo một ngọn lửa màu xám cho cuốn lấy bọn chúng. Vài tiếng xì, gì, qua đi, đám quỷ tốt xấu số đã vô thanh vô tức biến mất trong biển lửa hư ảo màu xám cho. Thiếu nữ áo lụa đen và đồng tử áo xanh chính là hai đầu linh sủng Hạt Nhi và Phi Nhi của Liễu Minh. Bản thân hắn lúc này đang đứng trên đỉnh núi cách đó trăm trượng, gió núi lồng lộng, xen lẫn đá vụn, không ngừng đập vào vạt áo của hắn, phát ra tiếng động lật phật. Tính đến lúc này, Liễu Minh đã rời khỏi thành Kim Quang được chừng nửa tháng. Hành trình lần này thuận lợi hơn nhiều so với dự tính của hắn. Ngục giam linh thiếu được xây dựng trên một sườn núi vô cùng vắng vẻ, lại cách khá xa cứ điểm của quân đoàn ác quỷ. Hắn còn cẩn thận đi bằng đường vòng. Trên đường đi đụng phải một vài tiểu đội tuần tra nhỏ lẻ, dựa vào sự phối hợp ăn ý của hắn và hai đầu linh sủng liền có thể giải quyết dễ dàng. Không trung trên sơn cốc phía xa giờ phút này đang bị từng đám mây đen dày đặc bao phủ, khiến cho ánh sáng lộ ra lờ mờ, mông lung. Đồng thời sơn cốc còn bị âm khí màu cho che đậy như ẩn như hiện, căn bản không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể bên trong ngoài miệng hang nằm trên dốc núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng. Từ xa nhìn lại trông giống một đầu linh xà hung ác đang nằm vắt vẻo. Địa phương này cũng chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn, sườn núi linh thiếu. Đúng lúc này, một đoàn hắc khí thình lình hiện ra bên cạnh hắn,
sau đó dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh yếu ớt mềm mại, thân vận y phục lụa đen xinh đẹp. Chính là Hạt Nhi. Bẩm báo chủ nhân, sơn cốc kia dường như không hề có trọng binh canh gác. Đám quỷ tốt tuần tra xung quanh đã lặng lẽ tiêu diệt gọn gàng, chỉ còn lại vài tên đang canh gác phía trước cửa chính mà thôi. Hạt Nhi vừa cười vừa nói. Làm tốt lắm, hai tiểu đội chi viện có lẽ cũng đã đến nơi, vừa hay có thể giúp chúng ta thu hút sự chú ý của quân đoàn chủ lực đóng ở nơi đây. Liễu Minh quay lại nhìn qua ấn ký trên trán Hạt Nhi, sau đó thản nhiên đáp lời. Lại nói, từ ngày trời xui đất khiến ăn phải quả trứng tư đồ, trên trán Hạt Nhi liền bất ngờ nhiều thêm một đạo ấn ký hình kim quan. Chỉ là mỗi khi nàng ta biến thành hình người, ấn ký kia liền trở nên ảm đạm vô quang, mọi hành động theo đó đều giống với lúc bình thường. Ngược lại, mỗi khi xung quanh xuất hiện quỷ vật lai vãng, đầu sủng vật này lại không tự chủ được mà biến ảo trở lại hình dáng bọ cạp. Đạo ấn ký trên cơ thể cũng theo đó thình lình rực sáng, kéo theo kim quang có khả năng trấn nhiếp kỳ diệu đối với quỷ vật. Chỉ là cảm xúc của Hạt Nhi cũng theo đó biến đổi theo chiều hướng táo bạo hơn trước, cũng may về cơ bản nàng ta vẫn nghe theo sự phân phó của Liễu Minh. Chủ nhân, thừa dịp đối phương canh phòng lỏng lẻo, chúng ta hẳn nên mau chóng tiềm nhập vào trong. Chỉ có điều sườn núi linh thiếu trước mắt dường như đã được thiết lập đại trận cấm chế nào đó khiến thuật độn thổ của ta nhất thời trở nên vô dụng. Hạt Nhi nhận ra sự trầm tư trong ánh mắt của Liễu Minh bèn tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở hắn một câu. Không sao, chúng ta có thể tiến vào từ đại môn phía sau sườn núi linh thiếu. Sau khi phục hồi tinh thần, Liễu Minh liền nhanh chóng đáp lời. Hạt Nhi nghe vậy thì không ý kiến gì nữa, sau đó liền hóa thành một đoàn hắc khí chui vào túi da bên hông Liễu Minh. Ngay sau đó, họ Liễu không chút chậm trễ huy động pháp quyết trong tay, thúc giục khả năng che giấu khí tức của hình xăm sa hoạn trên đầu vai, tiếp đó hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ bay nhanh về phía sườn núi linh thiếu. Sườn núi này là một con dốc đứng nằm ở phần lưng của ngọn núi. Bất cứ kẻ nào muốn tiến đến nơi này chỉ có một lựa chọn là thông qua một con đường độc đạo uốn lượn, hai bên đường sơ xác tiêu điều, không có lấy bất cứ cành cây ngọn cỏ nào. Sau khi tiến lên cao chừng 500-600 trượng, một mỏm đá phẳng phiêu rộng chừng 10 trượng đã hiện ra trước mắt Liễu Minh. Ở cuối bình đài này, không ngờ còn tồn tại một phiến cửa đá mang theo khí tức giá rét thấu xương. Căn cứ vào ngọc giản mà Tiết Hồ lưu lại, phía sau sườn núi linh thiếu có một lối đi bí mật. Chỉ có điều cánh cửa này đã bị thiết hạ một loại cấm chế phức tạp nào đó khiến cho người ở bên ngoài không cách nào tiềm nhập vào trong. Dựa theo miêu tả bên trong ngọc giản, 10 phần thì hết 8-9 chính là cửa đá trước mắt. Lúc này, Liễu Minh mới từ từ thả ra thần thức quét qua thạch môn đối diện, thế nhưng lại không nhận ra điểm gì khác thường. Chỉ là theo khoảng cách càng lúc càng gần, khí tức âm lãnh kéo tới lại thình lình càng thêm nồng đậm khiến cho họ Liễu không thể cẩn trọng dừng lại tại chỗ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền khởi động lân phiến dày đặc bao phủ cánh tay, tiếp đó từ từ sờ lên cửa đá. Đúng vào lúc này, mặt ngoài cửa đá bỗng nhiên hiện lên một ánh trăng mờ nhạt không ngừng nhấp nháy, đồng thời bao lấy một loạt ký tự nhỏ xíu tán loạn, từ từ vây lấy bàn tay của Liễu Minh. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bàn tay run lên liên hồi, thần thức lập tức đó ông lên một tiếng khiến cho toàn thân giống như bị sét đánh, lung lay như sắp đổ. Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ thúc giục hóa thức trùng trong ngực phóng ra một luồng khí lưu mát lạnh sộc thẳng lên đỉnh đầu, đồng thời vội vàng lui nhanh về sau mấy bước mới có thể lần nữa ổn định được cơ thể. Ngay khi thủ trưởng của hắn rời khỏi cửa đá, lưu quang màu xám cũng theo đó biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện trước đó. Lúc này, Liễu Minh mới xem xét cánh tay bị thương, phát hiện trên đó vẫn còn lưu lại vài sợi khí đen không ngừng dãy giụa như muốn chui vào bên trong bàn tay được lân phiến bao bọc. Cũng may, thân thể của hắn khác hẳn người thường, hơn nữa đã sớm có sự chuẩn bị, nếu không chỉ sợ không thể tránh thoát một chiêu vừa rồi. Thạch môn trước mắt rõ ràng đã được thiết hạ một loại cấm chế kết hợp giữa công kích tinh thần lực và âm khí có khả năng ăn mòn. Nếu đổi lại phần lớn tu sĩ hóa tinh kỳ khác, thậm chí là cường giả chân đan sơ kỳ dùng tay chạm vào liền mang lại hậu quả thảm thiết không cách nào tưởng tượng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh bèn thúc giục công pháp đánh tay khí đen trên tay, tiếp đó lấy ra một lãng hoa màu trắng tinh xảo dị thường, đại phóng quang hoa. Khi hắn thúc giục pháp lực bên trong cơ thể rót vào bên trong giỏ, một cảnh tượng đặc sắc thình lình xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, lãng hoa liền phát ra hương hoa nhàn nhạt, đồng thời từng đoàn hơi nước màu trắng từ từ ngưng tụ xung quanh, tiếp đó hóa thành từng đóa hoa hình mây màu trắng, xoay tròn ngưng tụ trước người Liễu Minh, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, tươi đẹp.
Sau khi khẽ run một cái trong hư không, chỉ nghe một tiếng phốc, cả đóa sắc vi liền rời khỏi lãng hoa, tiếp đó chui vào bên trong cửa đá màu xám. Cấm chế bên trên thạch môn dường như phát hiện sự xâm nhập của đóa hoa liền tỏa ra lưu quang màu xám, thế nhưng toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng tĩnh lặng, không hề phát ra nửa điểm tiếng vang. Trong lúc này, Liễu Minh đang không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ gấp rút thúc giục pháp quyết nào đó. Sau vài ba nhịp hô hấp, đóa sắc vi màu trắng lại lần nữa hiện ra bên ngoài cửa đá, chỉ có điều nó đã trở nên héo rũ đồng thời thu nhỏ lại so với trước. Bất quá, theo đà héo rũ của bông hoa, lưu quang màu xám bên ngoài cửa đá cũng theo đó trở nên ảm đạm. Khi sắc vi hoàn toàn biến mất, cấm chế cũng đánh phốc một tiếng rồi lập tức hóa thành từng điểm nguyệt quang hoàn toàn tiêu tán. Pháp bảo phá cấm có thể khiến cho Hạo Nguyệt đồng tử nâng niu quý trọng quả nhiên vô cùng huyền diệu. Sau khi âm thầm sợ hãi thán phục một câu, Liễu Minh liền biến đổi pháp quyết trong tay, tiếp đó đánh ra một đạo thanh quang về phía lãng hoa khiến cho hương hoa thơm mát không ngừng bao bọc hắn vào giữa. Họ Liễu chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên nằm trong một màn hơi nước trắng nhạt, ngoài ra cũng không còn điểm gì lạ thường. Đổi lại tu sĩ khác quan sát từ bên ngoài sẽ không có cách nào nhận ra thân ảnh cùng khí tức của Liễu Minh, giống như hắn đã hoàn toàn hòa lẫn vào không khí xung quanh vậy. Sau khi làm xong tất thảy, Liễu Minh mới vươn tay đẩy nhẹ cửa đá. Phía sau thạch môn là một lỗ hổng vừa đủ để đi qua. Lúc này, hắn đã lẳng lặng băng qua cửa đá, thuận lợi đột nhập vào trong lòng núi Linh Thiếu. Vừa mới tiến vào, Liễu Minh đã cảm thấy một cỗ khí tức giá lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt khiến thân thể của hắn không thể tự chủ mà run rẩy liên hồi. Không ngờ nồng độ âm khí trong này lại đậm đặc đến như vậy, không chỉ nồng đậm gấp nhiều lần so với bên ngoài mà đến ngay tu sĩ chuyên tu công pháp quỷ đạo như hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá nhiệm vụ đã tiến hành đến bước này, hắn cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, vội vàng thả ra thần thức đảo qua toàn bộ không gian trong lòng núi. Kết quả phát hiện nơi này là một địa phương hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vô số hành lang bằng đá lượn qua uốn lại thành lớp lớp đường cong. Từ dưới lên trên có thể đếm chừng mấy chục tầng, hơn nữa vị trí mà hắn đang đứng chính là tầng thấp nhất. Trải qua một hồi quan sát, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Toàn bộ nhà tù rộng lớn không ngờ chỉ có rải rác mười mấy tên quỷ tốt cấp thấp chia ra tuần tra cùng canh gác. Trong đó, kẻ có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một gã đô úy mang tu vi hóa tinh sơ kỳ mà thôi. Mỗi một tầng lầu đều tạo thành từ vô số thạch thất nối tiếp nhau, bên dưới là một lỗ đen bán nguyệt lớn chừng một xích đang không ngừng tuôn ra từng sợi âm khí nồng đậm. Đúng lúc này, từng tràng gào rú khiến người ta sởn hết gai ốc thình lình truyền đến đứt quãng từ gian thạch thất nào đó. Những quỷ tốt canh gác nơi đây dường như đã sớm quen thuộc với âm thanh thảm thiết kia, vì vậy vẫn tiếp tục thản nhiên tuần tra khắp các ngục giam, phát ra từng hồi bước chân ken két. Tiếng kêu rên thảm thiết hòa lẫn với nhịp bước chân đơn điệu mà lạnh lùng tạo nên không khí quỷ dị lan tỏa đến từng ngóc ngách của lòng núi âm lãnh. Hiểu Ngũ sư tỷ hẳn bị giam ở nơi này. Thế nhưng tiếng động vừa rồi lại không giống âm thanh của con người. Trong lúc Liễu Minh âm thầm tấm tắc kỳ, một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên đập thẳng vào mặt khiến hắn thình lình cảm thấy rét run, toàn thân cũng theo đó trở nên cứng ngắc. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1024, gặp lại Hiểu Ngũ. Đây là Liễu Minh đưa mắt nhìn xuống một cách vô thức. Chẳng ngờ lại phát hiện được tầng cuối cùng trong không gian này. Nhưng nơi đó lại là một mảnh tối om đen kịt, hơn nữa bên trong không gian này còn có rất nhiều âm khí đậm đặc, dường như chúng phát ra từ bên dưới. Ngay khi Liễu Minh muốn phóng thần thức dò xét cho rõ thì một trận tiếng bước chân truyền đến từ đằng trước. Đó lại là hai gã quỷ tốt thân khoác khôi giáp, trong tay cầm cổ thuẫn, đang loạng choạng đi tới từ hành lang đá phía trên. Chẳng bao lâu sau, một tên quỷ tốt có dáng người to lớn dừng ngay trước mặt Liễu Minh, đưa mũi cách vị trí Liễu Minh đứng hơn một trượng, liên tục ngửi ngửi. Hắc hắc, lúc trước ta đã bảo ngươi tìm nhầm rồi, nơi này không khác gì tường đồng vạch sắt, ai lại đi vào chứ, chỉ có một chút mùi vị lạ mà thôi, ngươi xuất hiện ảo giác rồi đó. Bên cạnh hắn, một tên ác quỷ trên mặt có một lỗ thủng chừng nắm tay hơi trào phúng nói ra. Hừ, đúng là ta đã ngửi được mùi vị nào đó ở ngay nơi này. Quỷ tốt dáng người cao lớn vẫn còn hơi nghi hoặc mà nói. Ngay lúc hai gã quỷ tốt đứng yên không đi tiếp mà cãi vã ở nơi đó thì bỗng có một luồng hắc ảnh hiện ra từ trong hư không, đồng thời một luồng tử sắc kiếm quang lặng lẽ vạch qua một đường. Vèo vèo hai tiếng,
Hai gã quỷ tốt Ngưng Dịch Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đường kiếm không tiếng động của Liễu Minh giết chết rồi. Lại còn có thứ quỷ vật chậm chạp như vậy à? Trong lòng Liễu Minh âm thầm oán một câu, sau đó thu hồi Khổ Luân kiếm và Phá Quân Lam trong tay, rồi khẽ vỗ túi dưỡng hồn bên hông một cái, thả Hạt Nhi ra ngoài. Hạt Nhi vừa mới ra khỏi túi dưỡng hồn, lập tức thân hình điên cuồng biến hóa thành một con bò cạp khổng lồ lớn chừng một trượng. Trong ấn ký màu vàng trên đầu hiện lên một mảnh kim quang, thi thể hai con quỷ vật khi nãy bị kim quang cuốn một cái rồi hóa thành hắc khí cuồn cuộn tiến vào bụng bò cạp. Nhưng đúng lúc này, ở cách đó không xa bỗng truyền đến một hồi tiếng bước chân, lại là đám quỷ tốt ở thông đạo bên dưới đang đi đến. Không đợi Liễu Minh phân phó, lúc này Hạt Nhi hóa thành một luồng hắc ảnh bay vòng sang phía thông đạo, cơ thể chợt ngừng rồi há to miệng. Phụt một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, một vòng kim quang chợt hiện ra rồi quấn vào đám quỷ ảnh, đồng thời nhanh chóng hút chúng về. Rột rột không đợi cho Liễu Minh kịp nhìn diện mạo của con quỷ tốt này thì nó đã trở thành thức ăn trong bụng Hạt Nhi rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Liễu Minh chỉ khoanh chân ngồi nhập định tại chỗ, phóng thần thức tìm thật kỹ mỗi gian mật thất. Lúc này nếu có quỷ tốt đến gần thì lợi dụng thần niệm chỉ huy Hạt Nhi âm thầm thôn phệ nó. Tuy bảo cấm chế trong những mật thất này cũng không phức tạp, nhưng nếu Liễu Minh muốn sử dụng thần thức để nhận biết hết thảy tình huống trong thạch thất thì không cách nào làm được. Còn nếu như phá từng cấm chế rồi lại đi dò xét thì có hơi phiền phức. May mà sau khi hắn kiểm tra, phát hiện thần thức còn có thể ngăn cách cấm chế, mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của khí tức sinh mệnh trong mật thất, nhờ đó miễn cưỡng phân biệt rõ ràng. Nhưng hắn một đường đi vòng lên thạch thất, liên tục dò xét 5-60 gian thạch thất lại phát hiện bên trong không hề có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Ngược lại có một ít quỷ khí nồng đậm hơn cả đám quỷ tốt tuần tra kia. Thân ảnh của hắn vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại có một sự cảm bất ổn mờ ảo. Ngay lúc hắn mạnh mẽ khống chế tâm trí mình, tiếp tục phóng thần thức điều tra khu vực phía trên thì bên tai lại truyền đến âm thanh của Hạt Nhi. Chủ nhân, hình như phía dưới có vài gian mật thất ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của tu sĩ nhân tộc. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng điều khiển thần thức thay đổi phương hướng, dựa theo hướng mà Hạt Nhi chỉ dẫn quét tới. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hắn khẽ động chân mày rồi thân hình nhoáng lên một cái, đột ngột chạy thật nhanh dọc theo hành lang bên dưới. Sau khi đi xuyên qua hơn 10 hành lang tối om hình tròn, lại dùng xu thế sét đánh chém giết hơn 10 tên quỷ tốt tuần tra cấp thấp thì cuối cùng Liễu Minh cũng đặt chân lên một hành lang đá nào đó gần dưới đáy. Nơi này cách phần đáy chỉ vẻn vẹn hơn 10 tầng, bên dưới thỉnh thoảng bốc lên ấm khí cuồn cuộn, lộ vẻ âm u rét lạnh thấu xương. Sau khi Liễu Minh dừng bước, vừa nhìn xuống dưới hắn không khỏi hít vào một hơi. Lúc này đây cuối cùng hắn cũng hoàn toàn nhìn rõ tình huống bên trong linh thiếu pha. Chỉ thấy dưới đáy rõ ràng là một vòng xoáy bằng hắc khí vô cùng khổng lồ, lớn chừng một mẫu. Từng luồng âm khí đậm đặc màu xám đen đang chậm rãi xoay tròn trông như xoáy nước. Liễu Minh muốn phóng ra thần thức để điều tra đến phần cuối, kết quả vừa chạm đến vòng xoáy bên dưới thì giống như châu đất xuống biển, chẳng dò xét được gì cả. Hắn chỉ ở tại chỗ nhìn một chút thôi mà bên trong thức hải đã xuất hiện cảm giác choáng váng như có như không. Điều này khiến cho hắn sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng thu hồi ánh mắt lẫn thần thức, không dám nhìn xuống nữa, trong lòng cũng hiện ra nỗi sợ không tên. Lại quan sát bốn phía xung quanh, hắn phát hiện bên trên thạch bích hình tròn ở tầng này có phân bố chừng 7-8 cánh cửa đá khoảng một trượng. Trên mỗi cánh cửa đá đều có vân trận cấm chế hình tròn rộng chừng nửa trượng, phát ra ánh sáng nhạt như có như không. Khác với trước đây, vân trận của những cấm chế này hiện lên màu đỏ thẫm, âm khí bay lên từ bên trong xoáy nước âm khí bên dưới. Ngoại trừ một phần nhỏ đi qua cửa đá vào trong thạch thất thì phần còn lại sẽ ngưng tụ rồi chui vào trong mắt trận chính giữa những vân trận cấm chế này. Đúng vào lúc này, từng vòng hắc khí bay đến từ phía sau, lộ ra thân ảnh của một hắc sa nữ tử. Người đó đúng là Hạt Nhi. Chủ nhân, thi thể ác quỷ trên đường đã xử lý xong. Đúng lúc này, sau lưng hắn một luồng hắc khí cuộn tới, hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi. Chủ nhân, những thi thể của những tên quỷ tốt trên đường đi đã được xóa sạch sẽ rồi. Hạt Nhi, ngươi vừa rồi nói có thể cảm ứng được khí tức của tu sĩ nhân tộc là tầng này ư, ngươi có thể cảm ứng được cụ thể là ở gian nào hay không? Liễu Minh nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Âm khí nơi này đã nồng đậm đến một trình độ nhất định, hắn thả ra thần thức quét qua một vòng thì lại phát hiện ra trong 7-8 căn thạch thất. Bên trong toàn bộ đều tràn ngập âm khí, căn bản không thể nào phát hiện ra gian nào có người trong đó.
khí tức sinh mệnh đã vô cùng suy yếu, nhưng mà hẳn là một trong hai gian thạch thất ở sườn đông. Hạt Nhi suy nghĩ một chút, sau đó liền chỉ về hai gian thạch thất phía đông. Liễu Minh nghe vậy thì thân hình lắc lư, liền xuất hiện trước một cánh cửa đá phía đông, một tay giơ lên, một vòng bạch quang từ trong tay áo tuôn ra, chính là kiện pháp bảo phá cấm phá quân làm. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động, đánh ra một đạo thanh quang, phá quân làm lập tức đại phóng bạch quang, từng vòng hơi nước màu trắng giống như là nước suối tuôn ra, hóa thành một đóa hư ảnh hoa tường vi, bay thẳng về phía mắt trận của cấm chế. Mặt ngoài cửa đá lập tức nổi lên ánh sáng đỏ rực, nguyên một đám phù văn huyết sắc to như nắm đấm hiện ra, quay tròn trong hư không. Hư ảnh đóa tường vi hiển hiện trên cửa đá, nhanh chóng héo rũ đi thì phù văn huyết sắc theo đó cũng tán loạn, cửa đá liền mở ra, từng luồng âm khí từ trong đó liền thổi ra. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, vội vàng tế ra một tầng hắc khí bảo hộ ngoài thân, cản lại âm khí ăn mòn. Sau mấy hơi thở, âm khí tuôn ra mới dần dần suy yếu, nhưng bên trong thạch thất, âm khí vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng, vô luận là dùng thị lực hay là thần thức thì đều không có tác dụng nào. Chủ nhân, để ta vào xem trước một chút. Thân hình Hạt Nhi nhoáng lên liền xuất hiện trước cửa thạch thất, nói với Liễu Minh. Cũng tốt. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đồng thời thả thần thức ra, cẩn thận quan sát bốn phía. Chủ nhân, bên trong là một nữ tu nhân tộc, giống như đã gặp ở nơi nào rồi thì phải. Sau một lát, âm thanh hưng phấn của Hạt Nhi truyền ra. Nội tâm Liễu Minh vui vẻ, thông qua tâm thần liên hệ với Hạt Nhi, hắn có thể cảm giác được luồng khí tức này có chút quen thuộc, nếu không đoán sai thì đúng là đại sư tỷ Hiểu Ngũ của hắn. Thân hình của hắn liền nhoáng lên, tiến vào trong thạch thất tối tăm mờ mịt. Không gian của thạch thất cũng không lớn, chỉ vẻn vẹn có vài trượng, trong thạch thất là một cây cột đá màu xám cực lớn. Ở đó có một nữ tử tóc ngắn, mặc áo bào xanh đang bị từng tầng xiềng xích màu đen cột lại, hai mắt nhắm nghiền, khí tức có vẻ yếu ớt. Không cần phải nói, đây chính là Hiểu Ngũ. Khá tốt, chỉ là bị chút âm khí nhập vào cơ thể dẫn đến suy yếu mà thôi, đem khu trừ hết là ổn thôi. Thần thức Liễu Minh quét qua, sau đó thì thào nói hai câu, mười ngón tay như liên đạn bắn ra từng đạo kiếm khí đinh ốc màu tím, hướng về phía những sợi xiềng xích màu đen, khiến cho chúng đứt đoạn. Sau đó hắn từ ngực lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, nhẹ nhàng dán lên trán nàng ta, trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Một vòng ánh sáng màu vàng hiện ra, hóa thành một tầng bảo hộ màu vàng nhạt, bao phủ nàng ta vào bên trong. Trên người nàng ta, từng sợi âm khí màu xám từ trong thân thể không ngừng thoát ra, tụ lại trong mật thất. Trong lúc đó thì Hạt Nhi cũng không nhàn rỗi, hai tay vung lên liên tục, ngưng tụ âm khí trong mật thất lại. Sau một khắc thì Hạt Nhi há miệng, hút toàn bộ số âm khí này vào trong miệng, mà hắc quang trên người cũng dần sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ mặt thỏa mãn. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, bên trong màn hào quang màu vàng, mí mắt của Hiểu Ngũ thoáng động đậy, hai mắt rút cuộc cũng mở ra. Ngươi là Liễu sư đệ. Ánh mắt Hiểu Ngũ có chút mê ly, nhưng khi thấy rõ người trước mắt thì trên mặt lập tức lộ ra vài phần kinh hỉ, hữu khí vô lực nói. Hiểu Ngũ sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Liễu Minh thấy vậy thì vội vàng cúi người nói ra. Không nghĩ tới là đời này lại có thể được nhìn thấy đồng môn một lần nữa, mà lại là Liễu sư đệ. Đúng rồi, sư đệ ngươi sao lại biết được ta ở chỗ này? Hiểu Ngũ chậm rãi ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Liễu Minh nói xong, liền trực tiếp tiến lên ôm Hiểu Ngũ vào trong ngực, thân ảnh lóe lên rời khỏi mật thất, xuất hiện ở trong hành lang bên trên. Liễu sư đệ, ta được sư tôn ban cho một tấm tị âm ngọc bội hộ thể. Cộng thêm việc tu luyện công pháp quỷ đạo cho nên cũng không đáng lo, chỉ có chút suy yếu mà thôi, có thể tự mình hành tẩu được. Mặt khác, ta và mấy người khác cũng bị bắt đến đây, có lẽ bị giam tại phụ cận. Trên mặt Hiểu Ngũ nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ cựa người một cái, thân hình từ trong lồng ngực của Liễu Minh giãy ra, đứng ở bên cạnh. Nói như vậy thì bên trong những căn thạch thất kia, hẳn là những vị sư huynh khác rồi. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc. Tuy nói như vậy, nhưng mà theo như những lời vừa rồi của Hạt Nhi, trừ một gian thạch thất cách đó không xa còn có một chút khí tức sinh mệnh yếu ớt thì số còn lại, chỉ sợ tất cả đều bị âm khí quán thể, sống chết không rõ rồi. Hắn suy nghĩ một chút, năm ngón tay xòe ra, điểm liên tiếp vào phá quân lam. Trong lãng hoa màu trắng, từng đoàn hơi nước màu trắng tuôn ra, hóa thành một đóa tường vi, lóe lên chui vào cửa đá phía trước.
các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1025, chạy ra tìm đường sống. Cấm chế vừa bị phá, cửa đá liền bị mở ra dễ dàng, thế nhưng một cỗ âm khí nồng đậm cũng thình lình theo đó xông ra. Trong lúc Hạt Nhi đang định tiến vào tra xét cẩn thận, bỗng nghe một tiếng vèo. Liền đó một nắm đấm màu xám đã bay tới trước mặt, khiến cho thân thể của đầu linh sủng này tuy chưa bị đánh trúng nhưng đã có thể cảm thấy một cỗ man lực khủng bố không ngừng cắt qua khuôn mặt. Hạt Nhi thấy vậy lập tức biến sắc, không chút chậm trễ biến thành hình dạng bọ cạp, vươn đôi chân trước sắc bén nghênh đón một kích uy mãnh của đối phương. Nghe oanh một tiếng, hai đạo quang mang một xám một bạc đã đâm sầm vào nhau giữa không trung. Kết quả sau khi giằng co một lát, thân thể Cốt Hạt đã như bao cát bị đánh ngược về phía sau. Ngay sau đó, một đạo quỷ ảnh màu xám cũng nương theo âm khí nồng đậm lao ra khỏi cửa đá. Nào ngờ tên quỷ vật này lại có vẻ ngoài giống hệt tu sĩ nhân loại, hơn nữa y phục trên người gã chính là đồng phục của Kim Quang Quân. Chỉ có điều thần sắc của kẻ này vô cùng tái nhợt, gượng gạo giống như bộ mặt của cương thi vậy. Tệ hơn là tu vi của gã lại mơ hồ đạt đến cảnh giới chân đan sơ kỳ. Xác chết tu sĩ này vừa rời khỏi thạch thất đã đột nhiên đứng lại, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, chói tai. Ta đang thấy kỳ lạ, tại sao thoáng cái lại thiếu đi nhiều đội viên như vậy? Mau kích hoạt cấm chế phong kín toàn bộ thông đạo. Bọn chuột nhắt kia đừng hòng rời khỏi nơi này. Động tĩnh lớn như thế lập tức kinh động đám quỷ tốt tuần tra cùng tên đô úy quỷ quân. Lập tức, không gian xung quanh không ngừng vang lên từng tiếng hú dài cùng từng tràng chu chéo vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, âm thanh ma bản di động liền vang lên ầm ầm, khiến lòng núi trống rỗng không khỏi rung chuyển thật nhẹ. Đây là Ân đội trưởng, xem ra những người khác sớm đã. Sau khi nhìn lướt qua gương mặt cương thi chắn ngang trước mặt, Hiểu Ngũ liền buồn bã thét lên kinh hãi. Không kịp tìm kiếm những người khác nữa rồi, đi mau. Liễu Minh tự hiểu bản thân đã gây ra động tĩnh quá lớn, bèn cong tay bắn ra một đạo kiếm khí tím biếc kích bắn về phía tu sĩ cương thi họ Ân. Keng! Vùng cổ của cương thi bị kiếm quang cứa qua lại chỉ tuôn ra vô số tia lửa chứ không hề ảnh hưởng đến tính mạng của gã. Nhưng vào lúc này, từng tràng âm thanh ken két vang lên liên hồi. Không biết kẻ nào đã khai mở những thạch thất còn lại, khiến cho vô số sương mù màu xám nối đuôi nhau bay ra. Những kẻ này đều có tu vi hóa tinh hậu kỳ, đều là tu sĩ cương thi giống tên đội trưởng họ Ân bị quỷ hóa vừa rồi. Chủ nhân, trước tiên hãy mang Hiểu Ngũ cô nương rời khỏi nơi này. Ta ở lại cầm chân bọn chúng một lúc. Hạt Nhi thấy thế lập tức thông qua liên hệ tâm thần để truyền âm với Liễu Minh, đồng thời khởi động ấn ký trên trán, khiến cho thân hình biến ảo thành cốt hạt ngân sắc to chừng một trượng chắn ngang trước mặt Liễu Minh và Hiểu Ngũ. Đám tu sĩ cương thi đang định đuổi theo đã bị kim quang trước mặt chấn nhiếp. Sự sợ hãi đối với khí thế của Hạt Nhi khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó, tại một tầng thông đạo khác lại truyền đến âm thanh thạch thất khai mở. Từ đó lại thoát ra một tên tu sĩ cương thi, thân vận trang phục của tứ đại quân đoàn. Không tốt, toàn bộ thông đạo đã bị phong tỏa. Nói vậy cửa ra vào ở phía trước có lẽ đã bị ngăn chặn, chúng ta trước tiên rút lui rồi nói sau. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua tình hình bên trong nhà ngục, Liễu Minh không chút chậm trễ đưa ra ý kiến, tiếp đó mang theo Hiểu Ngũ bay về phía một thông đạo khác. Ta nhớ ra rồi. Phía dưới nơi này còn có một con đường bí mật nối thẳng đến sườn núi phía sau của Linh Thiếu Pha. Hiểu Ngũ đang chạy thục mạng lại đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt liền trở nên sáng rỡ. Sư tỷ làm sao biết được bên dưới còn che giấu một con đường bí mật? Liễu Minh nghe vậy có chút bán tín bán nghi. Dù sao vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy bên dưới nơi này là một vòng xoáy âm khí nồng đậm. Cứ cho là có lối đi dẫn thẳng ra ngoài thì người bình thường cũng không thể thông qua. Chỉ sợ chưa được nửa đường đã bị âm khí nhập khiến cho bản thân rơi vào tình trạng quỷ hóa. Sau khi chúng ta bị bắt không lâu, có một vị sư huynh chân đan hậu kỳ đại viên mãn đã giải thoát khỏi sự trói buộc của cấm chế, liền nảy sinh ý định giải cứu mọi người ở đây. Đúng như Liễu sư đệ lo lắng, tuy ở cuối vòng xoáy quỷ dị kia quả thật tồn tại một lối đi, nhưng vị sư huynh kia vừa xung phong tiến vào thông đạo đã bị âm khí bên trong ăn mòn, trực tiếp hóa thành một gã thống lĩnh quỷ quân áp giải chúng ta trở về. Hiểu Ngũ giải thích, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến điểm cuối của Linh Thiếu Pha. Một vòng xoáy âm khí khổng lồ thình lình hiện ra trước mắt, hơn nữa còn mang âm khí nồng đậm khiến người ta hít thở không thông. Ngay cạnh đó, còn có vài tia ánh sáng màu xám nhạt.
Nếu quan sát kỹ liền có thể nhận ra những vệt sáng này phát ra từ một tòa cấm chế khổng lồ có tác dụng khống chế âm khí do vòng xoáy giải khai. Giờ phút này, Liễu Minh đã hoàn thành việc điều động hắc khí bảo hộ quanh người. Không ngừng chống cự quá trình ăn mòn của âm khí băng lãnh thế nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân liên tục truyền đến cảm giác run rẩy. Hiểu Ngũ bên cạnh lại sớm lấy ra một miếng ngọc bội trắng ngà tản ra từng đạo quang mang có tác dụng đánh tan âm khí tham lam xung quanh. Đây là do nàng ta sử dụng bí thuật đặc thù cất giấu bảo vật bên trong cơ thể mới có thể không bị quỷ quân tước đoạt linh khí hộ thân. Trong lúc quan sát xung quanh, Liễu Minh tình cờ phát hiện vô số vết kiếm lộn xộn hằn lên vách đá cạnh bên vòng xoáy. Những vết kiếm này sâu chừng 3 thước, tựa hồ đã được lưu lại chừng mấy ngàn năm nhưng chẳng biết tại sao lại khiến Liễu Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là tình huống khẩn cấp trước mắt không cho phép hắn quan sát kỹ càng hơn. Sau khi thu hồi ánh mắt, Liễu Minh lại lần nữa nhìn về vòng xoáy âm khí đồng thời nhỏ giọng thì thào một câu. Không biết vòng xoáy khổng lồ này rốt cuộc xuất phát từ nơi nào, lại có thể tản mát âm khí tinh thuần như thế. Thông đạo bí mật nằm ở bên kia. Liễu sư đệ, chúng ta mau đi thôi. Hiểu Ngũ đột nhiên vươn tay chỉ một hành lang được nham thạch bao quanh cách đó không xa, thoạt nhìn không chút bắt mắt. Liễu Minh nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường kia nằm chếch về một bên của vòng xoáy, nếu muốn tiến tới chỉ có thể bay vòng lên trên mà thôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu về phía sau, bờ môi khẽ nhúc nhích vài câu. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, một đạo hắc quang đã từ xa vọt tới. Đúng là Hạt Nhi, chỉ là sau lưng nàng còn truyền đến từng hồi xé gió rít gào. Chủ nhân, Hạt Nhi đã cố hết sức thế nhưng đám cương thi kia không những da dày thịt cứng mà còn vô cùng đông đảo. Giọng nói của Hạt Nhi có chút xấu hổ. Liễu Minh nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, tiếp đó không chút chậm trễ vỗ nhẹ túi ra bên hông triệu hồi Hạt Nhi trở lại bên người. Tiếp đó hắn liền bấm niệm pháp quyết, điều động hắc khí quanh người mang theo Hiểu Ngũ băng qua mặt trên của vòng xoáy âm khí. Trong khi lơ lửng giữa không trung, Liễu Minh cảm thấy rõ ràng âm khí so với bên dưới càng thêm nồng đậm khiến cho thân thể của hắn không rét mà run. Sau khi cắn răng một cái, một đạo ngân quang liền lóe lên sau lưng hắn rồi biến thành đôi nhục mí màu bạc. Vẽ ra một đạo ngân quang mang theo hai người men theo vòng xoáy bên dưới chui vào bên trong thông đạo. Chỉ không ngờ, hai người vừa bay được một lúc đã phát hiện phía trước là một ngõ cụt. Liễu sư đệ, Hiểu Ngũ thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Sau khi quan sát cẩn thận lại đem thần thức kiểm tra kỹ càng, Liễu Minh đột nhiên nhấc tay, phóng ra một tòa tiểu sơn ánh vàng rực rỡ. Đúng là khỏa sơn Hà Châu dạng bán thành phẩm mà hắn thu được bên trong phế tích, oanh một tiếng vang thật lớn. Thạch bích đặt cuối thông đạo trong chớp mắt đã bị phá nát khiến cho ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào trong. Cả tòa linh thiếu pha cũng theo đó ầm ầm rung chuyển. Chúng ta đi. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vẫy một tay, ngọn núi nhỏ màu vàng đã khôi phục hình dáng viên châu ánh kim bay ngược vào trong tay áo của hắn, tiếp đó họ Liễu đạp mạnh hai chân, hóa thành một đạo thanh quang bắn vọt về phía trước. Hiểu Ngũ thấy vậy cũng không chút do dự tung người bay sát phía sau Liễu Minh. Hai người vừa rời khỏi thông đạo một lát, phía sau đã truyền đến từng tràng gào thét chói tai, đúng là đám tu sĩ bị quỷ hóa đã đuổi sát phía sau. Pháp lực sư tỷ còn chưa hồi phục, để ta giúp ngươi. Liễu Minh thấy vậy bèn vươn tay ôm lấy Hiểu Ngũ, tiếp đó điều động nhục xí ngân sắc vạch nên một đường lao đi vun vút. Những tu sĩ cương thi kia sau khi hấp thụ âm khí mặc dù thân thể đau thương bất nhập nhưng tốc độ không thể sánh bằng Liễu Minh thi triển thú giáp thuật toàn lực bỏ chạy. Kết quả chỉ sau thời gian chừng một nén nhang, cả đám đã bị họ Liễu bỏ lại phía sau. Thời gian kế tiếp, trên đường trốn chạy, hai người cũng mấy lần vấp phải truy cản của quân đoàn ác quỷ. May mắn là Liễu Minh trước đó đã có chuẩn bị đầy đủ, lúc này liền bày ra vài tòa truyền tống trận đơn giản nên có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Mấy ngày sau, trải qua 5-6 lần truyền tống liên tiếp, hai người bọn họ rốt cuộc đã đến được một sườn núi cách thành Kim Quang chỉ chừng vạn dặm nên có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát. Nơi này đã là phạm vi lãnh địa của thành Kim Quang. Sư tỷ mặc dù mang theo bảo vật hộ thể nhưng dù sao cũng mang thương thế không nhẹ, chúng ta vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một lát, tiện bề khôi phục một ít nguyên khí. Liễu Minh vừa nói vừa đưa cho Hiểu Ngũ một khỏa đan dược. Sư đệ khách khí rồi. Lần này Liễu đệ đơn thương độc mã nghĩ cách cứu viện, sư tỷ thật sự vô cùng cảm kích. Sau khi nhận lấy đan dược, Hiểu Ngũ lập tức chắp tay cảm tạ Liễu Minh. Chút chuyện nhỏ không đang nhắc tới. Đáng tiếc sư đệ có chút chậm chân, lần này chỉ có thể cứu thoát một mình sư tỷ.
chỉ là không nghĩ đến quân đoàn ác quỷ lại tiến hành thí nghiệm trên lượng lớn tu sĩ như vậy. Liễu Minh khoát tay áo thở dài đáp lời. Vòng xoáy âm khí bên dưới linh thiếu pha không biết từ đâu mà có lại sản sinh âm khí nồng đậm nhiều lần so với nơi khác. Tu sĩ nhân tộc bị âm khí nhập thể cộng thêm phải chống chọi với cấm chế nào đó, khiến cho thần thức dần dần mất đi. Tuy thực lực có thể bạo tăng trong thời gian ngắn nhưng kết cuộc đều trở thành quái vật cương thi giống như những vị đồng môn vừa rồi. Hiểu Ngũ cười khổ đáp lời, thần sắc có chút ảm đạm. Lại nói tiếp, sư tôn những năm nay vẫn thường xuyên nhắc tới sư tỷ. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy không tiện tiếp lời bèn uyển chuyển xoay chuyển lời nói. Hiểu Ngũ quả thật hổ thẹn với công ơn tài bồi của sư tôn. Lần này nếu không phải sư tôn ban thưởng bảo vật hộ thể lại có liễu sư đệ liều mình cứu giúp, chỉ sợ ta cũng sớm biến thành quái vật vô hồn rồi. Chỉ là không nghĩ tới vài chục năm ngắn ngủi không gặp, liễu sư đệ cũng đã thành công tiến giai giả đan kỳ. Bất quá sư đệ nếu đã có mặt tại nơi này hẳn muốn tìm kiếm cơ hội trùng kích cảnh giới chân đan. Hiểu Ngũ thở dài một tiếng, tục ngữ có câu đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trải qua một phen hung hiểm vừa rồi, chỉ sợ khoảng cách ngưng kết chân đan của sư tỷ đã không còn bao xa. Đúng rồi, ta vừa mới gia nhập ác quỷ đạo không lâu. Chi bằng nhân cơ hội này, sư tỷ có thể nói lại cho ta một ít kinh nghiệm để tồn tại bên trong địa phương hung hiểm này. Sau khi an ủi Hiểu Ngũ vài câu, Liễu Minh đột nhiên cười nói, việc này nói ra rất dài dòng. Hiểu Ngũ nghe vậy rốt cuộc cảm thấy khá hơn bèn từ từ kể lại đầu đuôi cho Liễu Minh được rõ. Trong lúc đó, họ Liễu cũng kể lại cho nàng sự tình phát sinh bên trong tông môn mấy chục năm gần đây, kể cả tình hình thiên môn hội cùng phế tích thượng giới gần đây cũng điểm qua một lượt. Hiểu Ngũ nghe xong không khỏi cảm khái một phen. Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, hai người Liễu Minh lập tức cưỡi mây phi hành về phía thành Kim Quang. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1026, sóng gió sắp nổi lên. Khi hai người tiến vào Kim Quang Thành, bởi vì các thứ trên người Hiểu Ngũ như lệnh bài đều đã rơi vào trong tay của quân đoàn ác quỷ cho nên phải mất một phen công phu, sau đó mới có thể thuận lợi tiến vào thành. Ngay khi vừa mới tiến vào trong Kim Quang Thành thì Hiểu Ngũ nhẹ cắn môi một cái, trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu. Lần trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến nay đã gần 10 năm, những người đồng hành sớm đã trở thành quỷ vật, mà chính mình suýt chút nữa cũng trúng chiêu, thật sự là một đoạn kinh nghiệm nguy hiểm nhất trong đời tu đạo của nàng. Hôm nay một lần nữa trở về thành, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác dường như đã trải qua mấy đời rồi vậy. Hiểu Ngũ sư tỷ, sự việc ở Linh Thiếu Pha, cần phải bẩm báo một chút với trưởng lão, thân thể của tỷ vẫn chịu đựng được chứ? Liễu Minh nhìn Hiểu Ngũ, mở miệng hỏi. Được, không có vấn đề. Hiểu Ngũ hít sâu vào một hơi, nhoẻn miệng cười nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đoàn hắc khí bao trùm lấy hai người, hướng về phía chủ tháp bay đi. Trong đại sảnh của chủ tháp trung tâm, bái kiến hai vị trưởng lão. Liễu Minh hướng hai người Hạo Nguyệt đồng tử và Cổ trưởng lão khom người thi lễ một cái, Hiểu Ngũ phía sau cũng cung kính cúi người. Hai vị sư điệt không cần đa lễ, ta vừa nhận được báo cáo, Liễu sư điệt ngươi lần này lại lập được công lao, còn có Hiểu Ngũ, thời gian qua ngươi đã chịu cực khổ rồi. Trên mặt Hạo Nguyệt đồng tử lộ ra vẻ tươi cười, nói. Liễu Minh cười cười, không nói gì, đa tạ trưởng lão lo lắng. Hiểu Ngũ cảm kích trả lời. Nàng từ chỗ Liễu Minh mà nghe được, lần này có thể thành công lẻn vào Linh Thiếu Pha, cũng phải nhờ vào phá quân lam của Hạo Nguyệt đồng tử cho mượn. Liễu sư điệt, vì sao chỉ có mỗi Hiểu Ngũ sư điệt thôi, những đệ tử còn lại chẳng lẽ đều đã bị ngộ hại rồi? Ánh mắt Cổ trưởng lão chợt lóe lên, hỏi, đệ tử đang muốn bẩm báo việc này với hai vị, Linh Thiếu Pha tựa nhìn giống như một cứ điểm bình thường của quỷ quân. Nhưng khi đệ tử lẻn vào trong đó, lại nhìn thấy. Liễu Minh một năm một mười đem toàn bộ tình hình đã thấy trong Linh Thiếu Pha, chuyện tình của Hiểu Ngũ, thuật lại cho hai người Hạo Nguyệt đồng tử nghe. Lại có việc như vậy ư, đem đệ tử các tông biến thành quỷ vật giống như cương thi. Cổ trưởng lão và Hạo Nguyệt đồng tử nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ từ lúc nhận được tin tình báo phân tích thì đã lờ mờ đoán được Linh Thiếu Pha chính là một căn cứ thí nghiệm pháp trận của quân đoàn ác quỷ. Không nghĩ tới tình huống trong đó lại khiến người ta kinh sợ như vậy. Đệ tử đã cùng với những cương thi mất đi thần trí đó giao thủ qua, theo lời Hiểu Ngũ sư tỷ thì bọn họ trước đây cũng chỉ là tu sĩ hóa tinh.
nhưng sau khi biến thành cương thi thì thân thể lì lộng, thực lực đại tiến, cũng không kém bao nhiêu so với tu sĩ chân đan cảnh rồi. Liễu Minh nói tiếp, lúc đệ tử bị giam giữ, ngẫu nhiên nghe thấy quỷ tốt trông coi nói qua, bọn họ gọi những tu sĩ hóa cương thi kia là tiêu quỷ. Hiểu Ngũ cũng ngắt lời giải thích, tiêu quỷ. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy thì khẽ giật mình, nhìn về phía cổ trưởng lão. Hắn cũng lắc đầu, hiển nhiên là chưa từng nghe qua tên này. Nơi giam giữ, số lượng tu sĩ đại khái có bao nhiêu? Cổ trưởng lão trầm giọng hỏi. Đệ tử nhìn qua một chút thì khoảng có chừng gần 100 người. Liễu Minh nhớ lại tình huống của Linh Thiếu Pha, nói, ra, thời gian mấy năm trước, khi đệ tử bị bắt vào thì số lượng cũng không có nhiều lắm, có lẽ mấy năm nay mới nhiều lên như vậy. Hiểu Ngũ nghĩ một chút, bổ sung thêm, Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt lại thêm trầm trọng vài phần. Liễu Sư Điệt, ngươi mấy ngày nay cũng khổ cực rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Còn Hiểu Ngũ Sư Điệt, ta thấy ngươi khí tức bất ổn, trước tiên cứ ở trong thành tĩnh dưỡng một thời gian. Hạo Nguyệt đồng tử trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, vâng, đệ tử xin cáo lui. Liễu Minh thi lễ một cái, cùng với Hiểu Ngũ, hai người nhanh chóng rời khỏi tháp cao. Thấy thân ảnh của hai người Liễu Minh và Hiểu Ngũ rời đi, sắc mặt của Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão dần âm trầm xuống. Không thể tưởng tượng được một cái Linh Thiếu Pha nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Sớm biết như vậy thì lúc trước chúng ta đã phái thêm vài tiểu đội cùng với Liễu Minh hành động. Nói không chừng còn có thể cứu ra thêm được vài đệ tử chưa bị quỷ hóa. Hạo Nguyệt đồng tử có chút ảo não nói. Hiện tại cho dù có phái người qua đó thì chỉ sợ chỗ đó cũng đã canh chừng nghiêm ngặt rồi, cơ hội cũng đã trôi qua. Cổ trưởng lão cũng thở dài, nói, cũng không biết những cứ điểm còn lại của quỷ quân còn có tình huống như vậy nữa hay không. Hạo Nguyệt đồng tử suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm, có hay không, theo như lời kể của Liễu Minh thì trong mấy năm gần đây, số lượng đệ tử tinh anh bị mất tích cũng không có biến động quá lớn. Hơn nữa bọn họ phát hiện cái vòng xoáy âm khí nồng đậm như thế. Theo suy đoán của ta thì đây hẳn là một cái tụ âm trận khổng lồ, quân đoàn ác quỷ hẳn là không có năng lực xây dựng cái thứ hai. Trong mắt cổ trưởng lão hiện lên một tia trầm ngâm, chậm rãi nói. Bất kể như thế nào thì trước tiên cứ đem việc này báo cáo với Diêu Sư Thúc một tiếng đã, Hạo Nguyệt đồng tử nói. Cổ trưởng lão tự nhiên cũng gật đầu đồng ý. Sau khi rời khỏi tháp cao thì Liễu Minh và Hiểu Ngũ nhanh chóng đi đến nơi cư trú trong thành. Sư tỷ, thân thể tỷ hiện giờ như thế nào? Ở giữa không trung, Liễu Minh ân cần hỏi thăm. Đã không có gì đáng ngại nữa rồi, lần này tuy nếm trải nhiều đau khổ, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, trong thời gian dài bị nhốt trong hoàn cảnh như vậy. Pháp lực trong cơ thể ta lại tinh thuần hơn rất nhiều, ta có cảm giác được là cơ hội đột phá bình cảnh đã xuất hiện rồi. Hiểu Ngũ thở dài nói. Chẳng lẽ, ha ha, vậy thì tại hạ phải chúc mừng sư tỷ rồi. Liễu Minh nghe vậy thì giật mình, lập tức tươi cười nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền tách ra. Liễu Minh nhanh chóng bay về động phủ trong tiểu đội 7, đóng cửa tu luyện. Trong mật thất động phủ, một mảnh tĩnh lặng. Trên một cái bồ đoàn ở chính giữa, Liễu Minh khoanh chân ngồi, toàn thân bị sương mù màu đen bao quanh, tạo thành một viên cầu màu đen như mực, lớn gần trượng. Thỉnh thoảng lại có từng tia hắc khí từ bốn phương tám hướng bay về phía viên cầu, khiến cho viên cầu càng ngày càng lớn lên. Thật lâu sau, một tiếng vang nhỏ truyền đến phá vỡ trầm mặc trong phòng. Cả viên cầu hắc sắc tán loạn, hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, năm đầu vụ giao và năm đầu vụ hổ vây quanh Liễu Minh chuyển động không ngừng, phát ra âm thanh long ngâm hổ gầm liên tục. Sau một khắc thì tất cả vụ giao và vụ hổ một lần nữa hóa thành từng sợi hắc khí chui vào thiên linh cái của hắn. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tu vi mặc dù không có tinh tiến nhưng mà pháp lực vận chuyển so với lúc vừa mới tiến vào ác quỷ đạo lại trôi chảy không ít. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, pháp lực trong linh hải cũng tinh thuần lên không ít. Xem ra sự yên bình của ác quỷ đạo cũng sắp kết thúc rồi. Đột nhiên Liễu Minh sờ cằm, vẻ mặt lộ ra một tia đam chiêu. Lần trước từ cứ điểm Cự Sơn thu được ngọc giản tình báo, hắn cũng nhìn sơ sơ qua nội dung một chút, chính là các cứ điểm phân bố của quân đoàn ác quỷ, cùng với binh lực ở những nơi đó. Tông môn muốn có những tin tình báo này làm gì, hắn đại khái cũng có thể đoán được vài phần. Hắn cảm thấy dường như một hồi gió tanh mưa máu sắp nổi lên, mà khi trước khi sóng gió đến thì hắn phải tận lực tăng lên một chút thực lực. Đúng như Liễu Minh suy đoán, trong khoảng thời gian tiếp theo,
ngoài Kim Quang quân còn có 3 quân đội của 3 tông phái khác. Cũng đã dần dần thu được chỉ thị của thượng tầng, những tiểu đội tinh anh thỉnh thoảng được phái ra để đột kích một ít cứ điểm bên ngoài của quân đoàn ác quỷ. Tứ đại quân đoàn đều tìm đều là những cứ điểm bên ngoài, binh lực có chút yếu kém, từng cứ điểm nhiều nhất chỉ có giải rác 2-3 ác quỷ thống lĩnh cấp bậc chân đan tọa chấn. Đối mặt với công kích của những tiểu đội tinh anh thì thương chết vô cùng thảm trọng, chỉ trong thời gian ngắn thì đã có liên tiếp vài chục cứ điểm bị công hãm. Nhưng mà quân đoàn ác quỷ đối với chuyện này thì rất nhanh đã có phản ứng, chẳng những không có co cụm phòng ngự, ngược lại thì điều động binh lực một cách quy mô. Thừa dịp quân đoàn chủ lực của Tứ Đại Thái Tông đi tập kích thì bắt đầu khai chiến đối với những thành lũy bên ngoài, ngày đêm thay nhau tấn công mạnh mẽ. Dưới tình huống bất ngờ như vậy thì lại khiến cho cao tầng của Tứ Đại quân đoàn giật mình, rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Sau một phen thương lượng thì đành phải buông tha ý đồ đột kích những cứ điểm khác, quay về phòng thủ. Cũng may là quân đoàn ác quỷ tựa hồ cũng không có ý định xâm nhập quá mức vào phạm vi của nhân tộc. Việc tấn công những thành lũy bên ngoài cũng lập tức rút lui, điều này làm cho cao tầng của Tứ Đại Thái Tông thở ra một hơi. Dù vậy thì thế cục trong Kim Quang Thành cũng dần trở nên khẩn trương lên, tiểu đội 7 tự nhiên cũng nhận được đủ các loại nhiệm vụ, không ngừng dò xét tất cả. Các địa phương đặc thù của ác quỷ đạo, tiểu đội vốn còn chống hai vị trí của Đại Hán Đeo Cung và Lão Giả Lưng Còng, tự nhiên cũng được bổ sung thêm hai người khác nữa vào. Trong một khu vực nham thạch cách Kim Quang Thành mấy vạn dặm, có một tòa thạch tháp sừng sững cao hơn trăm trượng. Trên đỉnh tháp có một viên cầu hắc sắc đang chậm rãi quay tròn, lóe ra hắc quang nhàn nhạt. Nơi này chính là một căn cứ trung chuyển quan trọng của quân đoàn ác quỷ được đề cập trong tình báo. Giờ phút này, quanh thạch tháp đang diễn ra một hồi loạn chiến. Mấy trăm đầu giáp sĩ của quân đoàn ác quỷ đang vây quanh thạch tháp lại. Quân đoàn dùng 2 gã ác quỷ thống lĩnh cấp bậc chân đan cầm đầu, 8 gã đô úy cấp hóa tinh đứng theo một phương vị nhất định, bảo vệ 8 phương hướng của thạch tháp, trong phương trần phần lớn là một ít quỷ tốt đê giai ngưng dịch kỳ, linh đồ kỳ. Mà tiểu đội 7 của Liễu Minh, cùng 2 tiểu đội khác, tổng cộng hơn 20 người giờ phút này đang từ 4 phương 8 hướng xông tới, tế lên từng kiện linh khí linh quang chớp động, hóa thành đủ loại quang hà màu sắc khác nhau, điên cuồng tấn công về phía quân đoàn ác quỷ. Trong nhất thời, tiếng chém giết vang lên không ngừng, quang hà đi qua nơi nào thì đều khiến cho thiên không hôn ám được chiếu sáng ngời. Nhìn vào chiến lực thì nhân tộc có 3 gã chân đan, gần 20 tên hóa tinh hậu kỳ và giả đan kỳ. Nhưng mà quân đoàn ác quỷ thì tập trung phòng ngự một cách nghiêm mật, đã ngăn chặn được mấy lần đám người Liễu Minh cường công. Hướng tây nam của thạch tháp, Liễu Minh đột nhiên thả người bay lên không trung, một tay bấm niệm kiếm quyết. Khổ luân kiếm trước người khẽ nhoáng lên, một đạo kiếm quang tử sắc hơn 10 trượng bỗng nhiên hiện ra, hung hăng chảm xuống phía dưới. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1027, rơi vào phục kích. Bên dưới, một đầu ác quỷ đô úy và mười mấy tên quỷ tốt ngưng dịch kỳ thấy thế thì đều thấp giọng hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng há miệng phun ra từng đoàn quỷ khí. Sau đó chúng liền đan vào nhau giữa không trung, ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu, há mồm phun ra một đạo đạo cột sáng màu đen. To như thùng nước, hắc khí cuồn cuộn mang theo sát khí kinh người, thoáng một cái liền xông lên ngăn cản kiếm quang, cả hai liền lập tức giằng co giữa không trung. Trong mắt Liễu Minh lóe lên dị sắc, trong miệng liền mỉm cười. Sau một khắc, dưới chân tên ác quỷ đô úy lóe lên ngân quang, đột nhiên một con bọ cạp màu bạc lớn chừng một trượng xuất hiện, đúng là Hạt Nhi. Ký hiệu kim quan trên trán của Hạt Nhi phát ra kim quang chói mắt, thân thể liền nhanh chóng biến thành màu vàng. Tiếp theo cái móc câu rung lên, hơn 10 đạo kim tuyến bắn ra, lóe lên rồi đâm vào thân của tên ác quỷ đô úy. Trên thân của tên ác quỷ đô úy, chỗ bị kim tuyến đâm thủng, thình lình liền xuất hiện hơn 10 lỗ hổng to như nắm đấm, hơn nữa tại miệng vết thương, quỷ khí xung quanh liền tiêu tán đi, miệng vết thương không ngừng mở rộng. Trên mặt tên ác quỷ đô úy hiện ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng thét thảm thiết. Nhưng mà móc câu của Hạt Nhi lại rung lên, mơ hồ một cái liền đâm thủng sọ của tên ác quỷ đô úy, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt. Mà dưới kim quang chiếu rọi thì thân thể hơn một trượng của tên ác quỷ đô úy này liền nhanh chóng tiêu tán, biến thành một đạo quỷ khí màu đen, bị Hạt Nhi hút vào trong bụng. Những quỷ vật khác, thấy Hạt Nhi phát ra kim quang thì vô cùng sợ hãi, mà đội trưởng trong khoảnh khắc liền bị giết chết, thì đều nhao nhao thét lên chói tai, rồi tránh sang hai bên.
đã không còn pháp lực duy trì, đầu lâu màu đen đang dây dưa với Khổ Luân kiếm liền ầm ầm tiêu tán. Đúng lúc này, kiếm quyết trong tay Liễu Minh ngưng tụ, Khổ Luân kiếm phát ra hào quang sáng chói, một thanh liền mơ hồ hóa thành mấy trăm đạo bóng kiếm, như mưa bắn xuống. Tiếng xé gió xì xì vang lên không ngừng. Lúc này có 7-8 đầu ác quỷ bị bóng kiếm xuyên qua, nguyên bản trận thế phòng thủ vốn kiên cố, bởi vì phía tây nam bị phá mà tạo ra một lỗ hổng. Liễu sư đệ, tốt lắm. Nam tử họ Mẫn thấy vậy thì hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt thì thân hình đã bay đến, hai tay vùng lên. Một đạo kiếm quang liền bắn ra, lập tức biến lớn lên đến 10 trượng, hóa thành một thanh cự kiếm thô to chém xuống. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, pháp quyết trong tay biến hóa, tất cả bóng kiếm màu tím liền tụ lại với nhau, cũng hóa thành một đạo bóng kiếm màu tím thô to, ầm ầm hạ xuống. Hai thanh cự kiếm một tím một xám chém xuống, thoáng một cái liền ngăn cản những tên ác quỷ khác đang muốn chạy đến để lấp lại lỗ hổng trận thế. Phụ cận, thiếu phụ mặc hồng sam và thanh niên công tử thấy vậy thì đại hỉ, thân hình chớp động mấy cái rồi bay vụt đến, bắt đầu ngăn cản quỷ quân lập lại trận thế. Hai tên ác quỷ thống lĩnh thấy tình hình này thì sắc mặt đại biến, kêu to lên một tiếng, một bên chỉ huy những tên ác quỷ giáp sĩ khác, cố gắng hết sức bổ sung lỗ hổng, đồng thời ra sức để bức lui đối thủ của mình, ý đồ bay qua trợ giúp. Đang dây dưa với hai tên ác quỷ thống lĩnh chính là hai đội trưởng của hai tiểu đội còn lại. Dưới tình huống như vậy thì sao có thể để cho hai tên ác quỷ thống lĩnh được như ý, lúc này đều xuất toàn lực, ngăn cản hai tên ác quỷ thống lĩnh này. Dưới một lát công phu như vậy thì hai đạo kiếm quang một xám một tím giống như điện, từ lỗ hổng trận thế của quân đoàn ác quỷ, lóe lên bay vào bên trong. Liễu Minh và nam tử họ Mẫn đồng thời sử dụng thuật nhân kiếm hợp nhất. Dưới sự yểm trợ của kiếm quang màu xám, một tiếng thét dài vang lên, cự kiếm màu tím đột nhiên thay đổi phương hướng, nghiêng nghiêng chạm lên phía trên của thạch tháp. Oanh long long, trên thân của thạch tháp hiện ra một tầng cấm chế màu đen, nhưng dưới lôi quang do cự kiếm màu tím phủ xuống, chỉ chống đỡ được một chút rồi vỡ vụn. Kiếm quang tử sắc chạm lên thạch tháp, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh răng rắc, bên hông của thân tháp liền đứt gãy, ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu xám hiện ra, ngay khi ngọn tháp đang rơi xuống thì liền lao thẳng đến, xuyên qua viên cầu màu đen trên đỉnh tháp, viên cầu liền vỡ vụn, theo đó linh quang cũng vụt tắt. Động tác liên tiếp nhanh như thiểm điện như vậy, quân đoàn ác quỷ còn chưa kịp phản ứng thì cả thạch tháp và cấm chế trên đó hoàn toàn bị phá hủy. Hai đạo kiếm quang tản đi, thân ảnh của nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liền xuất hiện giữa không trung. Những tu sĩ nhân tộc thấy vậy thì đều đại hỉ, mà những tên ác quỷ bên kia thì không biết phải làm sao, đứng yên tại chỗ. Nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liếc nhìn nhau, một lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, từ lỗ hổng trong trận thế của quân đoàn ác quỷ, phi độn ra ngoài. Tốt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi đây không nên ở lâu, mau đi thôi. Nam tử họ Mẫn sau khi ra khỏi trận thì nhanh chóng nói. Mẫn đội trưởng, thực lực chúng ta đang chiếm ưu thế, sao không tiện thể diệt luôn toàn bộ số ác quỷ này? Thiếu phụ mặc hồng sam lúc này đang vây giết cao hứng, nghe vậy thì khó hiểu, hỏi. Những tên ác quỷ này thực lực cũng không kém, nếu tiếp tục đánh nhau, coi như chúng ta có thể tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng bản thân cũng sẽ bị thương tích không nhỏ. Hơn nữa nếu càng kéo dài thì tiếp viện của địch nhân kéo đến, nên ít việc đi thì vẫn hơn. Nam tử họ Mẫn nói, chủ lực của nhiệm vụ lần này là tiểu đội thứ 7. Nam tử họ Mẫn đã nói như vậy, hai vị đội trưởng còn lại không tiện ý kiến gì khác bèn hóa thành từng đạo độn quang kích bắn về phía xa xa. Lúc này, Liễu Minh khẽ phất một tay, điều động hạt nhi hóa thành một đạo ngân quang chui lại vào trong túi dưỡng hồn. Tiếp đó, hắn khẽ động thân hình, hóa thành một đoàn hắc khí nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi tu sĩ nhân tộc chia ra bốn phương tám hướng thối lui như thủy triều, tranh đấu rất nhanh đã được ngừng lại. Hai gã thống lĩnh chân đan của quỷ quân nhìn thấy thạch tháp bị phá hủy, hiển nhiên vô cùng tức giận, thế nhưng sau một hồi quan sát hướng rút lui của đối phương, bọn gã liền quyết định không phái quân truy kích. Quỷ quân lần này bị tập kích trở tay không kịp, chỉ có thể dựa vào trận pháp để miễn cưỡng giằng co với đám người Liễu Minh. Với tình huống của quỷ quân hiện tại, chỉ có thể trở mắt nhìn tu sĩ nhân tộc nghênh ngang biến mất ở phía chân trời. Nửa năm sau, tại một dãy núi hoang vắng, sáu người thân vận đồng phúc của tiểu đội 7 đang tựa lưng vào nhau để chống lại thế công của mấy trăm giáp sĩ ác quỷ vây bọc xung quanh. Trong sáu người này,
có thể nhận ra một gã đại hán đầu chọc tay cầm cự chùy và một gã thanh niên khô gầy xấu xí sử dụng song đao chính là hai thành viên mới gia nhập gần đây để thay thế đại hán đeo cung và lão già lưng còng. Đáng chết, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều quỷ quân như vậy? Thiếu phụ váy đỏ vừa thúc giục vòng tròn màu đỏ thả ra từng đám mây lửa ngăn cản trước người, vừa nghiến răng nghiến lợi oán hận nói ra. Đám hỗn đản này tựa hồ giết mãi không hết. Đại hán đầu chọc vừa huy động cự đao phát ra từng tràng xé gió vun vút vừa gầm lên giận dữ. Những thành viên còn lại cũng không chút chậm trễ thúc giục linh khí trong tay chống cự công kích như thủy triều của đối phương. Khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, chỉ có hai người Mẫn đội trưởng và Liễu Minh vẫn giữ được thần sắc chấn định. May mắn là đoàn quân ác quỷ bao vây xung quanh chỉ có hai tên thống lĩnh cấp bậc chân đan, số lượng đô úy cũng không tính là nhiều, vì vậy bọn họ xem như vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi đánh giá tình hình xung quanh, Liễu Minh than nhẹ trong lòng một tiếng. Tiểu đội 7 lần này vốn chỉ chấp hành một nhiệm vụ điều tra đơn giản, nào ngờ lại đột nhiên vấp phải mai phục của một đại đội quỷ quân đông đảo. Cũng may bọn chúng vẫn chưa xếp thành quỷ trận, vì vậy tình huống lúc này thoạt nhìn có phần lạc quan hơn so với khi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Mọi người nghe đây, rằng co càng lâu tình huống càng trở nên bất lợi cho chúng ta. Thời gian tiếp theo, mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần tìm lấy biện pháp đột phá vòng vây. Nam tử họ Mẫn thình lình nhúc nhích bờ môi, truyền âm tới những thành viên còn lại. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Nam tử họ Mẫn vừa nói xong đã lập tức huy động kiếm quang màu xám vây bọc thân thể, tiếp đó hóa thành một đạo kiếm quang lớn chừng 5-60 trượng quét về phía trước. Những tên quỷ tốt đứng đầu nào ngờ đối phương đột nhiên phát động phản công quyết liệt như vậy, đến khi muốn tránh thì đã không kịp. Lúc này liền có 20-30 tên bị hôi quang xé thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, gã thống lĩnh quỷ quân giáp xanh cách đó không xa đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị, tiếp đó thân hình của gã đột nhiên biến mất. Sau một khắc đã chặn đứng thế công của kiếm quang màu xám. Chỉ thấy năm đạo móng vuốt xanh đen từ quỷ chảo nhọn hoắt trong tay gã liên tục huy động, phát ra công kích điên cuồng bao vây nam tử họ Mẫn vào giữa. Ầm ầm, quỷ chảo và kiếm quang trong khoảnh khắc va chạm vào nhau đã lập tức rơi vào thế bất phân thắng bại. Những người khác trong lúc này cũng phản ứng vô cùng mau chóng. Sau khi đội trưởng của họ động thủ không lâu, năm người liền ăn ý lao ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, quang mang đủ màu đủ sắc liên tục lóe hiện, kéo theo âm thanh va chạm ầm ầm mãnh liệt. Hừ, muốn chết, một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát. Gã thống lĩnh râu đỏ thấy vậy bèn quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, hơn trăm tên ác quỷ ngoài cùng đột nhiên đồng loạt chu lên, tiếp đó cùng lúc phóng xuất âm khí hợp thành một màn hào quang hình tròn đen kịt, vây bọc đám người Liễu Minh và nhóm ác quỷ còn lại vào trong. Bất kể chấn động pháp lực hay là vòng sáng bạo, chỉ cần chạm phải hào quang hắc sắc liền bị ngăn cản hoàn toàn, không thể gây nên bất cứ rung động nào khác. Tên thống lĩnh râu đỏ thấy vậy bèn hưng phấn giống to một tiếng. Tiếp đó thân hình của gã bất chợt lóe lên. Hai cánh đột ngột vung lên, phóng ra vô số móng vuốt ảnh đen kịt mang theo tiếng xé gió vù vù, bạo kích về hai tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu gần đó. Hai người này chính là thiếu phụ váy đỏ và Liễu Minh. Thiếu phụ áo đỏ nhận thấy bản thân bị một gã thống lĩnh ngăn cản trước mặt bèn không khỏi giật mình kinh hãi. Trong lúc hoảng hốt, nàng liền vỗ lên đai lưng đang đeo trên người, phóng ra bốn viên ngọc đan màu đỏ tạo thành hồng sắc quang thuẫn chắn ngang trước người. Đùng một hồi giòn vang, quang thuẫn tuy đã ngăn được thế công của vuốt ảnh nhưng cũng khiến cho đà chạy của thiếu phụ bị chậm lại trong giây lát. Bên kia, Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một vụ cầu màu đen thoát ẩn thoát hiện. Khi vuốt ảnh vừa muốn tiếp, hắn đã linh hoạt cải biến phương hướng, lách người bỏ trốn đến một vị trí an toàn hơn. Cũng có vài đạo công kích đánh trúng quả cầu sương mù kia nhưng tất cả đều như châu đất xuống, không thể tạo thành thương tổn gì đáng kể, thậm chí một chút âm thanh va chạm cũng không hề vang lên. Trong nháy mắt, vụ cầu màu đen bằng vào tốc độ cực nhanh đã không ngừng tả xung hữu đột, tạo nên rối loạn không nhỏ đối với trận thế của quỷ quân. Gã thống lĩnh râu đỏ thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc bèn biến đổi pháp quyết trên tay. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa thình lình truyền đến từ xa, đúng là vị trí đang diễn ra trận quyết đấu giữa nam tử họ Mẫn và tên thống lĩnh quỷ quân còn lại. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1028, âm mị cùng quỷ huyết thạch.
chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bộc phát giữa không trung, kéo theo một cột ánh sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời, khiến cho nhân thủ hai bên trong nhất thời không có cách nào xác định tung tích của nam tử họ Mẫn và gã thống lĩnh giáp xanh của quỷ quân. Mười mấy tên quỷ tốt lẩn quẩn xung quanh khu vực hai người giao chiến lập tức bị trụ lửa nuốt chửng, đến kêu la cũng không kịp thốt lên đã hoàn toàn tan biết giữa hư không. Hơn nữa, sóng xung kích cực lớn lại đột nhiên khuếch tán ra phạm vi gần trăm trượng, kéo theo dư chấn điên cuồng khiến cho đám đô úy cùng quỷ tốt không kịp đề phòng đều nháo nhào thoái lui về phía sau, dẫn đến màn sáng đen kịt cũng theo đó run lên bần bật. Thống lĩnh dâu đỏ thấy thế lập tức cả kinh, bèn bỏ qua việc đuổi bắt hai người Liễu Minh để xông đến tiếp ứng cho đồng đội lạc mình trong vụ nổ. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm màu xám dài hơn 10 trượng thình lình phóng ra từ trong hỏa trụ, tiếp đó không chút do dự nện thẳng về phía màn sáng đen kịt gần đó. Phanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng đen đặc vốn đã lung lay sắp đổ lại bị kiếm quang cường ngạnh công kích lập tức vỡ ra một lỗ hổng rộng chừng 2-3 trượng. Tiếp đó, kiếm quang màu xám liền không ngừng lại chút nào, sau vài cái chớp động đã vượt qua khoảng cách chừng hơn trăm trượng rồi rất nhanh biến thành một vệt sáng màu cho lờ mờ giữa không trung. Biến cố vừa rồi đã khiến màn chắn ánh sáng xuất hiện sơ hở, lại thêm quân đoàn ác quỷ bị chấn đoạn bức cho thối lui liên tiếp, vì vậy trận hình của bọn chúng cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn không nhỏ. Ổn định trận hình, đừng để những kẻ còn lại trốn thoát. Tên đầu lĩnh dâu đỏ thấy vậy tức giận hét lớn. Liễu Minh thấy vậy lập tức biến đổi pháp quyết trên tay khiến cho khổ luân kiếm xuất hiện trước người hắn, sau đó nhanh chóng hóa thành bóng kiếm tím biếc dài hơn 10 trượng. Phần phật một tiếng, kiếm quang tử sắc vừa kích phát đã trực tiếp xông thẳng về phía lỗ hổng vừa mới thành hình. Những nơi mà nó đi qua còn có kiếm khí bắn ra bốn phía, dễ dàng nghiền ép một ít quỷ vật cấp thấp thành bột mịn. Tên thống lĩnh dâu đỏ thấy vậy bèn giống lên giận dữ, hai tay vung lên trước người, đánh ra từng đạo vuốt ảnh trực tiếp đối chọi với kiếm quang. Nào ngờ một khắc sau đó, một đạo hào quang ánh kim đã thình lình cuốn tới, thì ra cốt hạt bên người Liễu Minh đã phóng ra từ lúc nào không biết. Chỉ thấy thân hình của tên ác quỷ kia vừa bị hào quang chạm phải liền phát ra từng tràng âm thanh xì xì quái dị khiến gã nào dám chủ quan, vội vàng búng người bắn ngược về sau. Đã không còn trở ngại phía trước, chỉ sau vài cái chớp động, kiếm quang tím biếc đã bồi thêm một kích về phía lỗ hổng do nam tử họ Mẫn tạo thành. Oanh một tiếng, lỗ hổng vốn rộng chừng 2-3 trượng đã bị khoét thành vết thủng lớn đến 4-5 trượng. Sau khi hoàn thành tất thảy, Liễu Minh lại lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay, thi triển thuật ngự kiếm phi hành mang theo hạt nhi hóa thành một kiếm quang tím biếc vội vã rời đi. Cùng lúc đó, những thành viên còn lại liền không chút chậm trễ thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Công tử trẻ tuổi vốn ở gần vị trí của nam tử họ Mẫn nhất bèn không nói hai lời lấy ra một viên châu màu xanh, bóp chặt lấy. Lập tức một con rồng gió màu xanh liền hiển hiện, bao trùm lấy thân thể của hắn vượt qua lỗ hổng trên màn chắn để theo sát phía sau Liễu Minh. Bên kia, đại hán đầu chọc và thanh niên ốm yếu vốn tựa lưng hỗ trợ lẫn nhau. Đại hán đầu chọc thấy vậy bèn ném mạnh cự chùy trong tay về phía lỗ hổng, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không chút chậm trễ chui tọt vào bên vũ khí của mình. Chỉ nghe một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc thình lình vang lên, chùy ảnh khổng lồ đã thình lình rạch ngang đêm đen u tối, hung hăng đập về phía trước. Lại nghe đại hán đang ẩn náu bên trong, cự chùy hô to một tiếng, quanh thân liền xuất hiện một vòng bảo hộ bạc nhạt vây bọc vào giữa khiến cho cự chùy càng thêm hung mãnh lao nhanh về phía trước. Vài tên quỷ tốt xung quanh thấy vậy bèn thử liều mạng công kích nhưng không thể chặn đứng thế tiến như trẻ tre của vị tu sĩ đầu chọc. Người thanh niên ốm o, xấu xí thấy vậy cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Chỉ thấy song đao trong tay y chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành hai thanh đại đao đỏ sẫm đan xen vào nhau, đồng thời phóng xuất một cột hỏa trụ phóng thẳng lên trời, tiếp đó cứng rắn đột phá về phía lỗ hổng mà đồng đội lưu lại. Thiếu phụ váy đỏ là người phản ứng chậm nhất thế nhưng động tác cũng vô cùng mau lẹ. Chỉ thấy nàng khẽ vung tay, một tấm phù lục trắng toát đã lập tức bay vụt ra kéo theo từng đạo bạch quang dài nhỏ như bão táp mưa sa đánh xuống quân đoàn ác quỷ đang chắn ngang trước mặt. Cùng lúc đó, cả người thiếu phụ cũng hóa thành một đạo hào quang đỏ rực nương theo sự yểm trợ của băng tinh ngợp trời để tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Đáng chết! Nhưng vào lúc này, một bóng người lại thình lình bay ra từ đám mây hình nấm, đúng là gã thống lĩnh đã giao đấu với nam tử họ Mẫn khi nãy. Chẳng qua tình hình của gã thoạt nhìn có chút chật vật, khôi giáp trên người đã hoàn vỡ vụn, thân trên vẫn còn ám đặc khói đen.
hai chi bên trái đã biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại một loạt xương sườn sứt mẻ lộ ra rõ ràng bên trên lồng ngực. Bất quá tên ác quỷ này mặc dù thân mang trọng thương thế nhưng thoạt nhìn không hề nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn triệt để kích phát hung tính của gã. Vừa nhìn thấy thiếu phụ váy đỏ đào thoát cách đó không xa, tên thống lĩnh cụt tay liền há miệng gào to như dã thú, đồng thời khẽ nhấc cánh tay, phóng ra một đạo trường mâu màu đen dài hơn một trượng. Chỉ thấy cánh tay của gã vung lên, trường mâu đã lập tức hóa thành một đạo hắc quang vọt tới sau lưng thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ kia lúc này đã chạy ra được hơn 10 trượng, mắt thấy có thể thừa dịp hỗn loạn trốn thoát vây hãm của quỷ quân thì sau lưng bất chợt truyền đến tiếng xe gió vun vút. Vị nữ tử này lập tức biến sắc, không chút nghĩ vung tay về phía sau, đánh ra một tấm ngân bài hình thoi màu bạc lớn chừng một trượng chắn ngang sau lưng. Sau khi hoàn thành tất thảy, nàng mới quay đầu quan sát phía sau, nào ngờ tất cả đều không lộ ra vẻ gì bất thường. Không đợi thiếu phụ khôi phục từ trong ngơ ngác, âm thanh bén nhọn đã thình lình vang lên gần trong gang tấc. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, trường mâu đã xuất hiện một cách quỷ mị bên người nàng ta, đồng thời nhanh chóng nện lên mặt ngoài của ngân bài. Trong lúc nàng ta còn đang giật mình kinh hãi, hai đạo hào quang một đen một bạc đã tụ lại một chỗ. Chỉ không ngờ ngân bài của thiếu phụ kia lại dễ dàng bị xuyên thủng giống như giấy mỏng, khiến cho hắc mâu trong khoảnh khắc đã cắm ngập vào bụng của nữ tử này. Chỉ nghe nàng ta hét thảm một tiếng, thân hình liền biến thành thịt vụn bắn ra bốn phía. Hơn nữa tinh phách còn chưa kịp trốn thoát đã bị hắc quang xoắn nát. Cách đó mấy trăm trượng, Liễu Minh nghe được tiếng kêu thảm thiết bèn quay đầu nhìn lại. Sau khi buồn bã quan sát một lúc, hắn mới quyết đoán thúc giục kiếm quang hóa thành quang điểm biến mất giữa không trung. Hai năm về sau, tại một huyệt động tối tăm nằm dưới mặt đất, một nhóm gồm mấy chục tên quỷ vật hung ác đang không ngừng bay tới bay lui, vây bọc một bóng người vào giữa. Người bị bao vây chính là Liễu Minh. Bên cạnh hắn lúc này là bóng hình thanh tú động lòng người của Hạt Nhi. Chỉ thấy dấu hiệu kim quan trên trán của nàng không ngừng tỏa ra kim quang nhàn nhạt, khiến cho đám mị ảnh đói khát. Xung quanh tuy bị mùi máu tươi trên người Liễu Minh hấp dẫn nhưng lại không dám tiến vào phạm vi của kim quang, đành phải tụ tập dày đặc cách đó không xa. Liễu Minh dường như không hề để tâm đến đám quỷ ảnh xung quanh, trong chốc lát đã tiến nhanh về phía trước, ánh mắt không ngừng rà soát xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Sau khi họ Liễu rời khỏi huyệt động không lâu, số lượng mị ảnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó còn có một vài cá thể lớn hơn một trượng. Đột nhiên, Liễu Minh lại bị vách đá cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt, bèn vung tay đánh ra một đạo hắc quang, phanh một tiếng. Thạch bích bị đánh nát mảng lớn liền để lộ một khối tinh thạch màu nâu đen lớn cỡ nắm tay, mặt ngoài còn có vô số đường vân giống như tơ máu, tản ra mùi hương tanh tưởi giống như máu tươi vậy. Lại tìm được một khối, Liễu Minh reo lên phấn khởi. Hắn sở dĩ xâm nhập huyết động dưới đất này là vì tiếp nhận nhiệm vụ thu thập một loại khoáng thạch đặc thù tại ác quỷ đạo gọi là quỷ huyết thạch. Loại khoáng thạch này mặc dù mang thuộc tính nhưng lại ẩn chứa bên trong một loại linh lực đặc thù có thể tạo thành sát thương đối với quân đoàn ác quỷ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế phá quỷ nỏ. Đại chiến kéo đến càng lúc càng gần, vì vậy Kim Quang quân đang gấp rút thu thập càng nhiều càng tốt. Huyệt động này là một quặng mỏ có chứa quỷ huyết thạch. Đáng tiếc đây còn là nơi trú ngụ của vô số quỷ vật âm mị. Loại ác quỷ này tuy có linh trí cực thấp nhưng lại ưa thích cắn nuốt tinh phách tu sĩ. Hơn nữa thân thể của chúng lại hòa lẫn vào đêm đen, khiến cho công kích bình thường rất khó tạo thành thương tổn, vì vậy số lượng tu sĩ dám đến nơi này thu thập quỷ huyết thạch cũng không nhiều lắm. Lúc này, viên đá trên tay Liễu Minh không ngừng tỏa ra vị tanh ngào ngạt, khiến đám âm mị xung quanh càng bị kích thích nhiều hơn. Trong đó, vài con âm mị lớn nhất rốt cuộc đã không thể tiếp tục kìm nén, bèn phóng mạnh thân hình, tấn công chủ tớ họ Liễu. Liễu Minh thấy vậy liền nhướng mày. Một tay vỗ mạnh đầu vai khiến cho ánh sáng màu xanh nổi lên, hư ảnh thanh như lớn chừng mấy trượng cũng theo đó hiển hiện giữa không trung. Ra đi. Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, hư ảnh sa hoạn đã há miệng đớp lấy một con âm mị khổng lồ xông tới trước nhất. Mặc cho quỷ vật kia thả sức dãy dụa cũng không cách nào trốn thoát. Rất nhanh liền bị thanh ngưu nuốt gọn xuống bụng. Đám âm mị còn lại thấy vậy không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay người bay ngược về phía sau. Bất quá đám quỷ vật này cũng không tán đi quá mà không ngừng tụ tập xung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh, bộ dáng có chút không cam lòng. Chủ nhân, đám quỷ vật kia cứ lén la lén lút, thật sự quá mức ghê tởm, hãy để ta ra tay giết sạch toàn bộ là được. Hạt Nhi cũng nhìn chằm chằm vào đám âm mi giống như âm hồn bất tán đằng xa, ánh mắt lộ vẻ khao khát. Quỷ huyết thạch đã thu được về tay,
không cần để ý đến đám súc sinh vô dụng kia. Liễu Minh lắc đầu từ chối. Lũ âm mị này có thể nói là giết mãi không hết, hơn nữa giết chết bọn chúng cũng không giúp hắn thu được chỗ tốt nào đáng kể. Coi như có thể ra lệnh hư ảnh sa hoạn thôn phệ tất cả, nhưng đám quỷ vật kia lại có thực lực quá yếu. Căn bản không thể giúp bí thuật của hắn tăng tiến bao nhiêu, vì thế Liễu Minh tự nhiên sẽ không bỏ công làm chuyện vô ích như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền phất tay đánh ra một pháp quyết, thúc giục hư ảnh thanh yêu hóa thành đạo ánh sáng màu xanh bay vụt trở về phía trên đỉnh đầu của hắn. Hạt Nhi nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua ánh mắt của nó nhìn về đám âm mị xung quanh vẫn như cũ mang theo sát ý nhè nhẹ, khiến phù văn kim quan trên trán theo đó không ngừng tỏa sáng. Sau khi thu hồi tinh thạch màu nâu đen vào túi, Liễu Minh liền tiến sâu vào trong huyệt động. Hạt Nhi thấy vậy bèn quay lại làm mặt quỷ với đám âm mị phía sau rồi mới phóng mình theo sát họ Liễu. Chủ nhân, sau khi giao nộp những khoáng thạch này lên trên, chúng ta có thể đổi lấy thật nhiều điểm cống hiến rồi. Sâu trong huyệt động mơ hồ truyền đến thanh âm ríu rít của thiếu nữ áo lụa đen. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1029, cứ điểm Thái Thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 5 năm từ khi Liễu Minh đi vào ác quỷ đạo. Cách Hắc Sơn về phương Bắc hơn 100 dặm có một vùng đồng bằng rộng lớn. Một tòa thành thị khổng lồ được xây dựng tại đây, diện tích khoảng gấp 2 lần Kim Quang Thành. Tường thành màu xanh mang phong cách cổ xưa kéo dài và cao vút, tản ra luồng khí tức dày đặc. Bên trên có không ít dấu vết chiến đấu tạo vết lõm to nhỏ khác nhau. Giống như cho mọi người biết rằng, cứ điểm này đã từng trải qua nhiều lần đấu tranh tàn khốc. Trên tường thành xếp đặt từng cái cung nỏ, máy ném đá to lớn, các vũ khí cỡ bự. Bốn phía của thành trên có mấy chục tòa tháp hình trụ cao lớn, mỗi tòa cỡ chừng cao vài chục trượng. Bên trên khắc vô số phù văn, tất cả lập lòe ánh, sáng. Nơi đây chính là bên trong ác quỷ đạo, một trong bốn cứ điểm lớn nhất của nhân tộc thuộc tứ đại tông môn. Đây chính là Thái Thiên cứ điểm. Lúc này trong thành trì, đôi lúc bắt gặp vài đội tu sĩ mặc áo giáp quân đội đi ngang. Sắc mặt xem ra đều rất âm trầm, toàn bộ cứ điểm mang một bầu không khí khẩn trương. Bỗng nhiên có vài tiếng xé gió bất chợt bay đến từ phía bắc tường thành, làm cho các tu sĩ canh giữ cổng thành đều nhìn chăm chú. Không có việc gì, chỉ là đội số 5 đi tuần tra trở về thôi. Thanh âm của gã nam tử trung niên ăn mặc quần áo màu trắng và trang sức dành cho đội trưởng vang lên, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt độn quang trong tiếng xé gió đã đến gần đó. Một đội tu sĩ hơn 10 người hạ xuống nhanh chóng trên tường thành phía bắc. Dẫn đầu đội là gã nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, nhìn có vẻ khoảng hơn 30 tuổi. Sắc mặt mang vẻ tang thương, bất ngờ tu vi đã đạt đến cảnh giới chân đan hậu kỳ. Tiểu đội phía sau hắn có hơn 10 người, mặc quần áo màu xanh, vàng, trắng, đen của tứ đại quân đoàn cùng với trang sức. Mỗi tên đều là giả đan kỳ, pháp lực trên người dao động mạnh mẽ dị thường, nhìn không chút kém cỏi nào so với tu sĩ chân đan kỳ bình thường. Được rồi, mọi người đều cực khổ nhiều, từng người đi về nghỉ ngơi đi, nhưng mà cũng không nên thư giãn quá mức. Ai cũng không đoán được quân đoàn ác quỷ tập kích nơi đây hay không. Trung niên mặc áo bào màu vàng nói ra với giọng trầm ổn. Tuân lệnh. 10 tên tu sĩ giả đan kỳ gật đầu đồng ý. Trung niên mặc áo bào màu vàng vung tay liền quay người bay vào trong nội thành, những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Trên tường thành chỉ còn lại một thanh niên mặc giáp xanh. Nhân vật này không ai khác chính là Liễu Minh. Ánh mắt của hắn nhìn về phương trời ngoài cứ điểm, sắc mặt có vẻ chăm chú. Sau một lát, hắn thả lỏng người rồi bay khỏi tường thành rồi phóng vào nội thành. Không bao lâu, tại khu nhà bằng đá có một khuôn viên vây quanh phía trước cách tường thành phía bắc không xa. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết rồi nhanh chóng đi vào nhà đá. Nơi đây chỉ là chỗ ở đơn sơ tạm thời, tuy diện tích không lớn nhưng vẫn đầy đủ giường chiếu cùng chỗ ngồi. Còn có một ít cấm chế ngăn cách, giống như ngũ tạng đủ loại trong động phủ. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi đến giường liền khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh đi vào bộ dạng trầm tư. Trong 5 năm này, tứ đại quân đoàn cùng quân đoàn ác quỷ chiến đấu ngày càng tàn khốc. Lúc đầu khu vực giao chiến vẫn ở bên ngoài. Tứ đại quân đoàn nhờ vào ưu thế về thành lũy, cùng nhau phòng ngự coi như vững chắc. Không ngờ theo thời gian trôi, quân đoàn ác quỷ tấn công ngày càng mãnh liệt. Từ khi chúng bắt đầu đứng lên chính thức công thành,
phạm vi thế lực tứ đại quân đoàn không ngừng bị đè áp. Lúc này Kim Quang quân có 19 thành lũy thì đã có 7, 8 tòa đổ xuống, tình huống của ba quân đoàn kia cũng không khác biệt lắm. Đối mặt với thế công hùng hổ của quân đoàn ác quỷ, Kim Quang quân Thái Thanh Môn đã phái 2 tốp viện quân hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng chặn thế công của quân đoàn ác quỷ. Tình hình chiến đấu gần đây càng kịch liệt, quân đoàn ác quỷ ngoại trừ tiếp tục đánh các nơi bên ngoài thành lũy. Đồng thời tại Kim Quang Thành, Chính Khí Thành, Phục Ma Thành, Khôi Lỗi Thành tập trung lực lượng tại bên ngoài bố trí trạng thái hùng hổ dọa người. Dựa theo trước đến giờ, cách khoảng 100 năm thì quân đoàn ác quỷ đều tập trung phát động thế công to lớn. Bây giờ thời gian không chênh lệch nhiều nhưng thế công cùng quy mô lại vượt qua các trận trước kia rất nhiều cũng nói thêm. Những quân đoàn ác quỷ này lai lịch bí ẩn, trải qua nhiều năm tiếp xúc như vậy, thực lực tỏ ra bên ngoài dù sao nhân tộc cũng hiểu rõ một ít. Nhưng có bao nhiêu át chủ bài, chỉ sợ tứ đại tông môn cũng không thể đoán được. Đối mặt với loại tình huống này, tứ đại quân đoàn rơi vào bế tắc. Cách duy nhất là cùng nhau liên kết lại một lần nữa, cùng đưa ra kế sách đối phó với quân đoàn ác quỷ đang chuẩn bị phát động tiến công với quy mô lớn. Thái Thiên Cứ Điểm là một trong những chủ thành của tứ đại quân đoàn nhân tộc, là vị trí quan trọng nên tuyệt đối không thể thất thủ. Cho dù thành này nằm ở khu vực phía sau nhưng tứ đại quân đoàn đã lựa chọn một đám quân tinh nhuệ để bảo vệ. Vốn là để trông coi trấn thủ thành cùng với chuẩn bị phòng khi quân đoàn ác quỷ tập kích. Liễu Minh trong tư thế trầm tư bất ngờ có tiếng đập cửa vang lên. Sắc mặt hắn khẽ động liền đứng dậy mở cửa phòng ra, nhìn thấy đứng trước cửa là một cô gái tóc ngắn mang áo giáp màu xanh. Chính là Hiểu Ngũ. Trên người nàng tỏa ra linh áp nhàn nhạt, bất ngờ nàng đã đột phá chân đan cảnh. Từ một năm trước trải qua trắc trở sinh tử kia đã khiến cho nàng có được cơ hội đột phá. Bế quan tiềm tu trong một thời gian ngắn, cuối cùng đã thành công kết đan không lâu trước đây. Đúng là nàng đã hoàn thành được mục đích liền muốn trở về Vạn Linh Sơn Mạch. Nhưng chiến sự ác quỷ đạo đang nguy cấp, cần gấp nhân thủ cùng với ma khí nồng đậm ở ác quỷ đạo. Đối với tu sĩ quỷ đạo như Hiểu Ngũ đối với việc củng cố chân đan có tác dụng không ít. Vậy nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng liền ở lại với tư cách đệ tử tinh anh được phái đến Thái Thiên Cứ Điểm. Hiểu Ngũ sư tỷ, Liễu Minh cười cười mở miệng chào hỏi. Liễu sư đệ, ta nghĩ tiểu đội các ngươi đi tuần tra lúc này cũng đã trở về nên tới đây. Hiểu Ngũ cười nói. Hai người là sư tỷ đệ đồng môn, cộng thêm với sự kiện ở núi Linh Thiếu nên khiến cho quan hệ của hai người càng thêm thân cận không ít. Thậm chí vào những ngày thường còn cùng nhau nghiên cứu thảo luận về tâm đắc tu luyện. Sư tỷ nằm trong tiểu đội phụ trách tại khu vực cứ điểm Tây Bắc à? Liễu Minh mời Hiểu Ngũ vào phòng rồi đi pha Linh Hải trà. Ân, ta cũng mới trở về thành hôm qua, nơi ấy coi như yên bình, bây giờ vẫn chưa thấy manh mối nào của quỷ quân. Hiểu Ngũ nhìn Liễu Minh đang pha trà, tùy ý nói. Tuy Thái Thiên Cứ Điểm không có hình bóng của quân đoàn ác quỷ ở xung quanh, nhưng ở đây vẫn có vài tên tu sĩ thiên tượng để phòng ngừa. Đôi khi vẫn đem Liễu Minh cùng với tu sĩ khác hợp thành tiểu đội thay nhau dò xét xung quanh cứ điểm. Hương trà lượn lờ quanh phòng, hai người ngồi xuống hai cái ghế đối diện. Cũng không biết tình huống tứ đại chủ thành như thế nào. Không thể tưởng tượng được vừa tới ác quỷ đạo vài năm lại đụng phải loại chiến tranh với quy mô lớn này. Liễu Minh thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Tuy hắn tới ác quỷ đạo này để nhờ việc chiếm giết sinh tử với ác quỷ, không ngừng ma luyện bản thân đột phá giới hạn, tìm kiếm cơ hội tiến giai. Nhưng lại không ngờ rằng lại phải tham gia hỗn chiến quy mô lớn như thế này. Dù sao trong chiến tranh có quy mô lớn như thế này, bản thân tu sĩ cho dù có tu vi cao hơn, thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì vẫn không giữ được tính mạng, vẫn có thể hồ đồ mà mất mạng. Liễu sư đệ không cần lo lắng quá, cứ điểm bình yên này vẫn tương đối an toàn, tứ đại quân đoàn đều có hai gã thái thượng trưởng lão tu vi thiên tượng tọa trấn lâu dài. Còn có vài chục tên chấp sự trưởng lão chân đan cảnh hỗ trợ, vài tòa đại trận của tông môn, cấm chế bảo vệ vô số. Một khi thể hiện ra toàn lực, ta nghĩ cho dù huyền quỷ đến cũng khó công phá trong thời gian ngắn, cũng đủ thời gian cho quân viện trợ đến đây. Hiểu Ngũ tựa hồ đã nhìn ra lo lắng của Liễu Minh, từ từ mà nói. Ân, hy vọng là như thế. Theo như lời Hiểu Ngũ nói, Liễu Minh cũng không biết làm thế nào, chẳng qua là trong lúc chiến tranh bùng nổ, tình huống gì phát sinh ra thì cũng không ai nói chính xác được. Lại nói tiếp, trong quân đưa chúng ta cùng một đám tu sĩ tập trung ở đây, một mặt là tăng cường lực lượng bảo vệ cứ điểm bình yên này. Về mặt khác, ước chừng cũng là muốn đưa chúng ta ở chỗ khu vực an toàn này. Với tư cách là lực lượng chủ yếu dùng để đánh úp, ánh mắt Hiểu Ngũ lóe lên,
tiếp tục nói. Nếu chỉ có vậy thì ít nhất an toàn của chúng ta tạm thời không có vấn đề gì. Liễu Minh cười cười nói. Tu sĩ trong chiến tranh quy mô lớn này, chiến đấu ở đợt đầu là tàn khốc nhất, tu sĩ vẫn lạc chiếm đa số. Mỗi khi vượt qua đợt ấy, hai bên giằng co với nhau, tu sĩ vẫn lạc liền không nhiều như lúc bắt đầu như vậy. Bởi vậy hơn 10 ngày trước, nghe tin được phái đi phòng thủ ở Thái Thiên cứ điểm mà không phải trực tiếp đối đầu với quân đoàn ác quỷ đang tiến công, cũng khiến cho Liễu Minh thở ra nhẹ nhàng. Ngay lúc Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ đang uống trà nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cực lớn truyền đến từ tứ phía. Cái âm thanh này là... Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ nhìn nhau, đồng thời hai người liền biến sắc lập, tức đi ra khỏi phòng. Cái âm thanh này đúng là tiếng của trấn hồn chuông được đặt ở trung tâm của cứ điểm bình yên này, chỉ khi phát sinh chuyện cực lớn mới gõ chuông. Bên ngoài không ít người giống như hai người Liễu Minh, nghe được tiếng chuông liền nhao nhao lao ra, trên mặt tràn đầy nét kinh hãi nhìn về phía tiếng chuông. Trấn hồn chuông vang lên một lúc rồi dần dần ngừng hẳn. Tất cả đệ tử trong tông đến trung tâm quảng trường dụng cụ, tập hợp ở điện lớn. Âm thanh hùng vĩ vang lên ngay sau tiếng chuông, truyền vào tai mỗi người vô cùng rõ ràng. Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ nhìn nhau, không nói gì, cùng nhau nhanh chóng đến quảng trường Lộ Thiên trong thành. Trên đường đi, không ít tu sĩ mặc áo giáp của tứ đại tông môn. Lúc này đều bay về một hướng duy nhất, trên mặt mỗi người đều tỏ ra nghiêm trọng. Không lâu sau, hai người Liễu Minh đã hạ xuống một chỗ rất lớn của quảng trường Lộ Thiên trong thành, toàn cung điện bằng đá xanh được đặt ở chỗ này. Lúc Liễu Minh tới thành này cũng đã đến đây một lần. Rất nhanh hắn cùng với Hiểu Ngũ, một người song song đi vào đại điện, bên trong số lượng tu sĩ tập trung ước chừng trên ngàn người. Ánh mắt hắn thoáng lướt nhìn xung quanh một cái, bất ngờ phát hiện nơi đây phần lớn là đệ tử canh giữ thành. Tu vi không cao, đa số là tu vi ngưng dịch cảnh cùng với hóa tinh kỳ cũng không ít, nguyên một đám có chút bất ngờ cùng nhau xì xào bàn tán vấn đề gì đó. Một khi chiến tranh bắt đầu, những người như bọn hắn rất có khả năng bị sử dụng thành pháo hôi đi làm tiên phong. Đây cũng chính là điều những đệ tử ngoại môn cùng đệ tử bị phạt lo lắng nhất, việc này cũng không thể tránh khỏi. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1030, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Tu sĩ trong đại điện về cơ bản có thể chia làm bốn nhóm. Tứ đại quân đoàn ngoài miệng bắt tay hợp tác thế nhưng trong lòng vẫn ôm ý niệm kết bè kéo cánh, mơ hồ kiềm chế lẫn nhau một cách vi diệu. Phía trước nhất của đại điện, có thể nhìn thấy 20-30 vị chấp sự mang cấp bậc chân đan. Những người này đều là trưởng lão thường trú tại cứ điểm Thái Thiên. Lúc này, ai ai cũng bày ra vẻ mặt có chút khẩn trương. Trong lúc đó, Liễu Minh và Hiểu Ngũ liền lặng yên tìm đến vị trí của đội ngũ Thái Thánh Môn tiếp đó lẳng lặng chờ đợi. Thời gian tiếp theo, lại có từng tốt tu sĩ lục tục tiến vào khiến cho nhân số tại đại điện đã dần dần đạt đến con số hàng trăm. Sau thời gian uống cạn chén trà, một tiếng bước chân trầm thấp thình lình truyền đến khiến cho đại điện có chút ầm ĩ cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, một lão già với khuôn mặt ngăm đen và chòm râu dài đột ngột bước ra. Sau khi dừng lại một chút, lão liền rảo mắt quan sát những người có mặt bên trong đại điện. Người kia chính là tu sĩ thiên tượng được Thiên Công Tông phái đến thường trú ở đây, phòng trưởng lão. Hiểu Ngũ khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho Liễu Minh. Họ Liễu nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, ánh mặt không khỏi đánh giá lão già họ Phòng một hồi. Đặt chân đến cứ điểm Thái Thiên 10 ngày có dư nhưng hắn chưa từng gặp bốn vị tu sĩ thiên tượng cảnh tọa trấn nơi đây. Những vị đại năng này chính là lực lượng hạch tâm của cứ điểm Thái Thiên, vì vậy bọn họ thường ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Thậm chí khi cần truyền đạt mệnh lệnh quan trọng, bọn họ chỉ cử đại diện ra mặt mà thôi. Lúc này triệu tập các ngươi đến đây là để công bố một tin tức quan trọng. Lão già mặt đen không hề rông dài, nói nhảm, sau khi dừng một chút liền đi thẳng vào vấn đề, chúng ta vừa nhận được tin tức, cánh quân tiên phong của bè lũ ác quỷ rốt cuộc đã bắt đầu hành động. Giờ phút này, bọn chúng đã tập trung gần vạn giáp sĩ ác quỷ tại thành Phục Ma. Giọng nói của lão già họ Phòng tuy không lớn nhưng lại truyền vào tai mọi người vô cùng rõ ràng. Những tu sĩ có mặt nghe vậy đều hiểu rõ, đại chiến rốt cuộc đã bắt đầu. Ngoài ra, quỷ quân tập kết ở phụ cận ba tòa chủ thành đã bắt đầu phát sinh động tĩnh. Tuy cứ điểm Thái Thiên tạm thời vẫn chưa ghi nhận công kích của quỷ quân thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể xem nhẹ mệnh lệnh bên trên ban xuống. Lập tức triệu hồi toàn bộ nhân thủ tuần tra bên ngoài,
Từ nay hạn chế rời khỏi phạm vi phong vi phòng thủ, mọi người nghiêm trận chờ lệnh. Lão già mặt đen trầm giọng tuyên bố. Mọi người có mặt tại đại điện nghe vậy có chút hưng phấn, lúc này đồng thanh cất lời đáp ứng. Âm thanh rền vang như sấm sét không ngừng quanh quẩn khắp nơi trong hội trường. Tốt rồi, chư vị chấp sự trưởng lão nghe lệnh. Các ngươi hãy dẫn đệ tử trực thuộc canh gác thật tốt, luôn đảm bảo đầy đủ nhân thủ thường trú. Vị trưởng lão họ Phòng sau khi dừng lại một chút bèn tiến tới phân phó nhiệm vụ cho nhóm người trưởng lão chấp sự. Những vị này nghe vậy liền đồng thanh đáp ứng, tiếp đó tiến ra mang theo đệ tử trực thuộc, lẳng lặng rời khỏi phạm vi đại điện. Không bao lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại chừng hơn 100 người. Thế nhưng những người ở lại phần lớn đều là tinh anh mang tu vị giả đan kỳ, trong đó còn có 10 vị tu sĩ có cấp độ chân đan, thoạt nhìn là đoàn thể mang chiến lực vô cùng to lớn. Bảo các ngươi lưu lại cũng không có ý gì khác. Thực lực những kẻ có mặt ở đây tuy không tệ nhưng đối mặt với chiến tranh quy mô lớn, cá thể riêng lẻ không thể phát huy sức mạnh đáng kể, chỉ có thể liên hợp một chỗ mới có thể đại phóng thần uy. Nơi này có một ít kế hoạch phối hợp tác chiến vẫn cần các ngươi xem qua một chút. Lão già mặt đen thản nhiên nói ra, đám người Liễu Minh nghe vậy vội vàng tập trung tinh thần. Trong lúc cứ điểm Thái Thiên Khua Chiên gióng trống sẵn sàng chiến đấu, quân đoàn ác quỷ bên ngoài Tam Đại Thành Trì Kim Quang, Hạo Khí cùng Khôi Lỗi đã cùng lúc phát động tiến công, hoàn toàn bộc lộ dã tâm của mình. Giờ phút này, xung quanh thành Kim Quang đã bị âm khí nồng đậm vây bọc vô cùng chặt chẽ, chỉ là biển xương im lặng xung quanh bỗng nhiên bắt đầu phân tách kịch liệt. Cùng lúc đó, toàn bộ thành Kim Quang dường như cũng bắt đầu chuyển động. Nhiều đội tu sĩ áo giáp xanh đồng đã dùng thế công bất thần như sét đánh sộc thẳng lên đầu tường. Trên tường thành khổng lồ, còn có thể thấy cung nỏ khổng lồ tuôn ra hào quang chói mắt, nhắm thẳng về phía xa xa. Không trung bên trên, vô số tu sĩ đang đồng loạt xếp thành phương trận nho nhỏ vô cùng chỉnh tề. Mỗi phương trận như vậy đều do 20 tu sĩ cấp dưới phối hợp với một vị đầu lĩnh chân đan cảnh tạo thành. Đội trưởng của tiểu đội 7, nam tử họ Mẫn, giờ phút này cũng đang dẫn theo một nhóm tu sĩ canh giữ bên cạnh. Sau khi xác tiểu đội của mình đã hoàn thành công tác chuẩn bị, y liền quay đầu nhìn lại về phía thành trì. Chỉ thấy mặt trên tạo hóa bát đặt giữa chủ tháp khổng lồ đột ngột tản mát sắc quang thiên kim. Kim quang như có linh tích không ngừng tán ra bốn phía, tạo thành bức màn bảo vệ cực lớn lấy tháp cao làm trung tâm. Nam tử họ Mẫn thấy vậy bèn quay đầu nhìn đến một vị trí khác. Bên trên một đoạn tường thành vắng vẻ, vài vị trưởng lão chân đan cảnh đang lơ lửng quan sát, trong đó có thể nhận Hạo Nguyệt đồng tử cùng người đàn ông họ Cổ. Đứng giữa bọn họ là lão già mắt xanh thân vận hồng bào, không ai ngoài thiên tượng tu sĩ Diêu Phú Văn, trụ cột quan trọng của thành Kim Quang. Thái Thanh Môn phái ra 3 vị tu sĩ cấp thiên tượng tiến nhập ác quỷ đạo thì có đến 2 người thường trực tại thành Kim Quang, vị còn lại được phân công hỗ trợ cứ điểm Thái Thiên. Hôm nay đại chiến gần kề, sự xuất hiện của tu sĩ thiên tượng cảnh khiến nam tử họ Mẫn cảm thấy an tâm hơn nhiều. Vào thời khắc này, bốn phía xung quanh thình lình truyền đến từng trận gầm vang. Lẫn trong âm khí cuồn cuộn, một áng mây đen từ từ hiện ra, trong chốc lát đã khuếch đại thành hắc vân cuồn cuộn. Mây đen kéo tới càng gần, quy mô to lớn của quỷ quân cường dại cũng dần dần hiện, chiếm cứ phạm vi không gian ước chừng 10 dặm, đoán chừng nhân số của bọn chúng phải đạt đến con số hàng vạn. Chỉ thấy bên trong quân đoàn ác quỷ này ngoại trừ quỷ tốt ra còn có những con âm thú khổng lồ mang hình thù kỳ quái. Trong số đó có hơn 10 con âm thú khổng lồ cao hơn 30 trượng, đầu mọc sừng nhọn, không mắt, da toàn thân giống như nham thạch vậy, phát ra tiếng gầm rung trời. Lao nhanh đến bốn phía tường thành Kim Quang như không muốn sống, mỗi hướng đều có 2-3 con, trông không khác gì những ngọn núi nhỏ đang di chuyển cực nhanh, khí thế vô cùng kinh người. Đối mặt với đám âm thú một sừng đột ngột xuất hiện này, dù là nam tử họ Mẫn, cũng cảm thấy một trận áp lực tinh thần, tim đập nhanh hơn vài phần. Bên trên tường thành, lão già họ Diêu dõi mắt nhìn quân đoàn ác quỷ từ từ đến gần, thần sắc trên mặt khẽ động, rồi bày ra một động tác tay. Bọn người Hạo Nguyệt đồng tử thấy vậy, lần lượt lấy ra từng cái trận bàn, thì thầm nói nhỏ vài câu. Hơn 10 phân đội trên bầu trời Kim Quang Thành dường như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt bay nhanh ra bốn phía, sát khí bốc lên rồi đánh về phía bầy quỷ thú khổng lồ đang tiến đến. Những phân đội này tuy rằng bay nhanh như chớp nhưng vẫn giữ được đội hình lẫn nhau, đứng đầu là chân đan cảnh. Hơn 20 người xếp thành một hàng chỉnh tề, thoạt nhìn trông giống như một mũi tên lớn chuẩn bị bắn ra vậy. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của trận bàn trong tay trưởng lão chân đan trong thành,
Từ bên trong hơn 10 phân đội bắn ra những cột sáng thô to như thùng nước, phô thiên cái địa mà kích bắn vào đám cự thú. Những trận tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Những con quỷ thú một sừng to lớn này giống như đao thương bất nhập vậy, dù cho là linh khí hay cự nỏ trong thành bắn chúng thì chúng chỉ rút lui vài bước, dường như không chịu chút tổn thương nào cả. Điều này khiến cho sắc mặt của đội trưởng các phân đội hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng thế công của những con cự thú này quá mãnh liệt. Nếu như làm liều đáp xuống đất để ngăn cản thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Một khắc sau, những con quỷ thú khổng lồ này bắn ra vô số công kích, tốc độ không hề giảm mà trực tiếp vọt đến bốn phía bên dưới tường thành, rồi sử dụng sừng nhọn trên đầu một hơi đâm vào. Tiếp theo tiếng nổ ầm ầm liên tiếp phát ra, màn sáng màu vàng khổng lồ bao trùm cả kim quang thành. Dưới sự công kích mãnh liệt của hơn 10 con cự thú sừng nhọn thì nó đã bắt đầu rung động kịch liệt, ánh sáng màu vàng phát ra cũng trở nên nhạt đi mấy phần. May mắn thay, sau khi những con cự thú một sừng này đâm vào một lần xong, chúng lại lần lượt lui về sau mấy bước, giống như hết hơi hết sức vậy, từ từ ngã xuống đất không đứng lên nữa. Điều này khiến cho tất cả mọi người thở một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng trong khoảnh khắc trì hoãn này lại để cho quân đoàn ác quỷ ở bốn phía đẩy vào một khoảng cách lớn. Trong nháy mắt, hơn 10 phân đội của Kim Quang Quân cùng với quân đoàn ác quỷ đã cách nhau không đến mấy trăm trượng. Bên trong một tiểu đội nào đó, nam tử họ Mẫn nhìn thấy đại quân đoàn ác quỷ phía trước ngày càng tới gần. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, cánh tay lật một cái rồi tế ra một mặt lệnh kỳ mờ ảo, lơ lửng phía trên đầu hắn, một đám thanh quang nhàn nhạt bỗng bao phủ toàn thân hắn. Lập tức hắn bấm tay niệm phát quyết, tế ra thanh phi kiếm màu xám của hắn rồi hóa thành một luồng kiếm quang khổng lồ chừng hơn 10 trượng, kích bắn nhanh về phía trước. Hai mươi mấy đội viên phía sau nhìn thấy động tác của nam tử họ Mẫn, đồng loạt khẽ lật tay, tế ra một mặt lệnh kỳ màu xanh, lập tức một đoàn thanh quang bao trùm toàn bộ cơ thể bọn họ. Hai mươi mấy lệnh kỳ màu xanh vù vù tác hưởng liên tục, âm thanh tiết tấu giống y như nhau, phảng phất như đang kêu gọi lẫn nhau vậy. Lệnh kỳ trên đầu nam tử họ Mẫn chợt đại phóng thanh quang, pháp lực của hơn 20 đội viên thông qua những trận kỳ này mà liên kết lại với nhau. Nam tử họ Mẫn cảm thấy một luồng khí nóng tiến vào bên trong cơ thể hắn. Một trận âm thanh kiếm minh du dương vang lên, kiếm quang màu xám bỗng nhiên lớn lên mấy lần, hóa thành một thanh cự kiếm cao ngút trời lớn chừng 200 trượng, phát ra tiếng rít thê lương, bay nhanh xuống phía quân đoàn ác quỷ ở ngoài mấy dặm xa. Một tiếng ầm ầm vang lên. Ở ngay nơi kiếm quang rơi xuống, tuy hơn 10 con ác quỷ phía trước đang cố gắng chống cự nhưng đều dần dần tan biến không dấu vết ngay bên trong kiếm quang. Lập tức kiếm quang màu xám khổng lồ đột nhiên nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số luồng kiếm khí màu xám kích bắn về bốn phương tám hướng, từ trong quân đoàn ác quỷ. Kiếm khí chém ra một con rãnh khổng lồ dài gần một dặm, ác quỷ và cự thú gần đó trong nháy mắt đã bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Tốt! Nam tử họ Mẫn nhìn thành quả trước mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cách tiểu đội của bọn họ không xa lắm, tráng hắn mặt đỏ họ Mục của tiểu đội thứ 9 giờ phút này dẫn đầu hơn 20 tu sĩ, đang va chạm kịch liệt với một nhóm lớn quỷ tốt của quân đoàn ác quỷ. Trên đầu của tráng hán họ Mục có treo một mặt lệnh kỳ màu xanh giống như những lệnh kỳ trước, khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người bay ra hai thanh trường giáo màu đỏ, sau khi lóe lên bỗng hóa thành hai con hỏa mãng dài hơn 10 trượng. Lệnh kỳ trên đỉnh đầu tráng hán họ Mục phát ra thanh quang sang ngời, dưới sự liên kết pháp lực, thân hình hai con hỏa mãng bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai con hỏa dao khổng lồ chừng trăm trượng, bất ngờ xông vào bên trong quân đoàn ác quỷ. Xì xì. Ác quỷ và quỷ thú miễn là chạm phải hỏa dao lập tức kêu thảm một tiếng rồi hóa thành than. Những tiểu đội khác cũng thi triển đủ loại thủ đoạn, phát ra những đợt công kích mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, dưới sự giúp đỡ của lệnh kỳ màu xanh, pháp lực của các tiểu đội được liên kết với nhau, tập trung vào kẻ dẫn đầu, lực công kích bỗng chốc tăng lên mấy lần. Quân đoàn ác quỷ do bất ngờ không kịp đề phòng nên khi cả hai vừa mới giao thủ, lập tức bị chịu thiệt thòi lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.